Good morning. Good morning. Chào mọi người buổi tối. Hello. Hello Văn Hoàng. Xin chào tất cả mọi người. Hello tất cả mọi người. Hello. Chào tất cả mọi người. Xin chào. Làm farm có được không anh? Hôm nay nghe anh đi xuất khẩu lao động. Farm ở đây không có nhận người nữa đâu. Farm tào lao đó. Coi chừng nó gạt các bạn. Alo. Ủa, vậy là cuộc chiến này là bây giờ là em thắng 100% rồi chị. Tại vì á là cái tài khoản mà bữa chị nói á nó thành tài khoản private luôn rồi. Nghĩa là thằng là em nói rồi, cái gì thật là nó vẫn là thật, tào lao vớ vẩn là nó tào lao vớ vẩn. Dạ. bây giờ đang sợ run rồi chị ơi. em đang like tí tí ra có gì em gọi lại ha. Ok, bye chị. Dạ. Yeah. Người Việt Nam ở bên Canada nói vậy à? Không có đâu bạn ơi. Mấy bọn môi giới hỏi đi từ châu Âu đã bị bắt tiền cọc trước rồi. Đúng rồi Tuấn. Các bạn ơi, các bạn follow mình đi nha, để mình nói về cái vấn đề mà xuất khẩu lao động. Mọi người biết sao không? Xuất khẩu lao động á, ở tại Canada là không có. Nhưng mà không hiểu tại sao các ông phải dùng cái từ các xuất khẩu lao động. Là bởi vì như này nè, nó đánh vào cái vấn đề là tiền lương của các bạn hấp dẫn, có vẻ rằng là đổi ra tiền Việt là nghe hấp dẫn lắm, nhưng mà không bao giờ môi giới nói về cái chi phí ở tại bên này. Cái thứ hai nữa là cái quyền lợi cũng như rằng là những cái điều mà chính phủ Canada hỗ trợ cho các bạn. Tại vì khi các bạn đi lao động chỉ có 2 năm á, nó không có được cái gì hết á, nó không còn cái gì hết á các bạn. Có nghĩa là các bạn còn âm nữa. Qua bên đây là chỉ có âm thôi chứ không. Việt Kiều có vẻ khác nhỉ, gì vậy bon? Xem video em chia sẻ anh chưa? Video gì vậy Bon? Anh không có thấy. Anh có thấy mấy bạn gửi cho anh video của bà Hải Phương. Thì anh mới vừa làm video của bà Hải Phương xong rồi anh qua đây anh like đây. Mọi người vô cái tường của mình á, mình mới vừa làm một cái video. Mới vừa làm video này nè, mọi người chia sẻ giùm cho mình đi nha. Cảnh báo để cho người Việt ở tại Việt Nam gọi là không có cái quảng cáo nào mà nó như vậy hết cả. Không có công ty nào ở bên này nó y như vậy hết. Hôm qua anh Mạnh hôm qua à, cái video của ông Mạnh đó ha. Video ông Mạnh thì bây giờ mình chả biết ông Mạnh ở đâu nữa. Giờ mình dí làm sao đây giờ đây. Nói thật giờ chả biết dí làm sao luôn. Bây giờ không biết dí làm sao, muốn dí thì cũng phải biết nó ở đâu đã. Ví dụ như nó ở Hà Nội thì phải dí ở Hà Nội. Bây giờ nó đang nằm ở Singapore, giờ cũng chịu chết. Đi Úc 3 tháng, về một lần là đi diện gì anh? Là đi du lịch đó bạn. Chứ mà bạn đi du lịch, mà bạn đi qua đó bạn đi làm 3 tháng đi về một lần là bạn nuôi hãng máy bay à? Bạn nuôi hãng máy bay với mấy cái hãng đồ ăn hay sao? Anh ơi đi thiệu diện du lịch được chủ làm giấy tờ định cư không anh? Hả? Anh trả lời cho Hằng là vẫn được, nhưng với điều kiện là chủ là phải thực hiện cái lời hứa của họ. Nhiều khi là không 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 làm được cho em nha.
em phải chắc chắn đảm bảo phải người thật sự là thân, phải gọi là quen biết, phải gọi là trong gia đình họ dòng họ. Hello ship, hello anh ở Saskatchewan, anh ở Saskatoon, thấy người ta đi, ổng giờ gọi người ta tìm được ổng. Giờ tội lắm mọi người ơi, giờ cái nạn nhân của thằng Mạnh nó là khá là nhiều. Và gửi tin nhắn cho Vũ á mọi người, bây giờ phải tìm cách như thế nào giúp em đi anh. Rồi em muốn lấy lại tiền, chớ nhà em đi vay tiền. Thiệt khổ quá trời luôn thiệt. Sao mà trước khi đi lấy tệ, trước khi đi đặt cọc á, tại sao mọi người không có tìm hiểu? Rồi bây giờ rồi lại là bây giờ đi kêu tôi đi là đi kiếm tiền, đi lấy tiền lại giùm. Thiệt bỏ tay luôn, không hiểu nổi. Nên nó là mọi người ơi, Vũ khuyên luôn ha. Canada, Úc, New Zealand, Mỹ là không có xuất khẩu lao động hay là đi lao động mấy kiểu mà có đi chăng nữa thì các bạn cũng không nên đi. À, Vũ đang nói à, đang nói không phải là một người ba phải nha, mà một người phải nói chứng kiến, nhân kiến của mình là ở tại Úc và những cái nước New Zealand và Canada thì không có xuất khẩu lao động. Các bạn đi theo cái diện work permit là các bạn không có đủ tiền để mà trả tiền đâu. Khổ lắm nha. Đưa người qua, bạn em ở Regina có gần anh không? Regina thì gần anh mà. Anh đi mấy tiếng à? 4 tiếng em. 4 tiếng Regina cùng bạn với anh á. Regina gần với cái bạn mà cuộc sống Canada. Bạn nguyên cuộc sống Canada, đưa người đi học sinh, đưa người qua du học sinh nhưng không nhận được. Trời ơi, nhìn chú giống diễn viên Tiến Lực quá, chú có râu còn chú Tiến Lực không có tóc. Trời ơi là trời. Đậu ơi đậu, chú gì chú mới mình mới có 40 tròn à. Khổ ngon, người nghèo lắm bạn ơi. Em đi họ bảo 3 tháng về một lần định cư luôn, 3 năm định cư luôn. Thần số học ơi, nghe cái nick của bạn là rất là hoành tráng, nhưng mà bạn sao không là thần số của những người lao động đi? Không có đâu bạn ơi, nếu mà có thì là Việt Nam đi hết trọi rồi, và kể cả những cái thằng môi giới nó cũng đã đi hết rồi. Bạn nghĩ sao mà sau 3 năm có cơ hội? Không có đâu. Bạn qua bạn làm cái kiểu đó là dạng là bất hợp pháp, dạng lao động tự do thì không ai dám nhận bạn hết á nha. Cho em hỏi diện thăm thân đi qua lao động hết hạn, chủ có gia hạn được không? Ồ, cái vụ này thì mình không có biết nha. Nhưng mà lao động thăm thân là lao động không có giấy tờ, dạng lao động chui đấy, thì mình nghĩ rằng là không thể nào gia hạn được. Anh ơi, bên Saskatchewan, bên Saskatchewan có chuyện refer người thân từ không anh? Em đang tìm hiểu cho em. Có nghĩa rằng là em đang muốn bảo lãnh người qua bên này hay sao hả ship? Nếu chủ làm giấy tờ thì có mất tiền không anh? Anh có làm miễn phí không anh? Trần Hằng ơi, tất cả ở bên đây không có gì gọi là miễn phí hết em ạ. Ngoại trừ nước uống với lại là tuyết với lại là lá cây. Nó lấy 150 triệu. Bỏ đi thằng số ơi. Bỏ đi thằng số ơi. Em lấy 150 triệu, em bán, em mở một cái quán cà phê online. À quên, một quán cà phê em làm chủ đi. Anh xin em luôn á thằng số. Anh xin em luôn á. 3 tháng mà đi về định cư cho em đi với VIP. Vì ác quá Vi ơi. Để cho mấy người môi giới nó đi đi. Em dành suất của người môi giới làm gì vậy? lao động thăm thân, em nghe nói chủ bảo lãnh để không gia hạn, không biết anh có biết về cái này cho em thông tin. Lao động chủ bảo lãnh để gia hạn. Ồ, lao động thăm thân thì là cái diện này không có rồi. Đi thăm thân là thăm thân, thăm thân là hình thức đi du lịch thôi, nhưng mà có người thân bên này rồi bạn qua đây bạn lao động 6 tháng bạn đi về, và lao động đó là lao động không có giấy tờ, không gọi là bất hợp pháp, nhưng mà vẫn gọi là xếp vào cái giấy gọi là bất hợp pháp, tại vì bạn không có giấy tờ thì bạn không có đi lấy tiền của chính phủ được, hoặc là lấy tiền của doanh nghiệp được, hoặc là lấy tiền của nhà hàng được. Cho nên là chính vì vậy đó là hình thức lao động không có hợp pháp, nên là bạn cũng nên cẩn thận nha. Đi lao động cái này là không có ổn đâu. Đi qua thăm thân thì xác định đi thăm thân. Vậy anh à, làm giấy tờ định cư khoảng bao nhiêu tiền vậy anh? Tùy vào công ty, nhưng mà nếu mà làm phải đầu tiên em phải có tiếng Anh nha, phải có tiếng Anh, phải có tài chính và lý lịch tư pháp của em phải sạch thì lúc đó em mới được đi em ạ.
đi như vời thư mời 6 tháng, sau đó gia hạn thêm gọi là gì? Gọi là không có loại gọi là gì hết á. Đi thư mời là đi du lịch đó bạn, bạn Oanh Miu. Đi du lịch mà đâu có gọi là thư mời được. Thăm thân thì vẫn làm được, Trung Dũng. Bạn là người làm nghề nhưng mà bạn thăm thân vẫn làm được. Tuy nhiên đó là làm bất hợp pháp. Làm không khó, nói thơm rằng cái đó nói dùng cái từ bất hợp pháp thì nó hơi nặng. Nhưng mà làm bên đây, thật ra là ví dụ giống như là tôi ở đây tôi có cái nhà hàng chẳng hạn, đúng không? Người qua đây thăm tôi, ok, thì ở lại tôi cho quét dọn nhà cửa rồi cuốn bánh cuốn đồ này nọ. Nhưng mà tôi trả lương, mức lương là ví dụ bình thường là 15 đồng thì tôi trả lương có 13 đồng thôi, làm thôi. Cái thứ hai nữa là không khai báo thuế được, các bạn hiểu không? Đó là hình thức là lao động không, nói từ bất hợp pháp thì nó hơi nặng, nhưng mà cái kiểu là vậy, giống như tao giúp cho mày, mày trả tiền cho tao thôi thế thôi, chứ không có phải gọi là từ bất hợp pháp. Bất hợp pháp là giống như là lao động hết giấy hết rồi, xong rồi các bạn cố tình các bạn ở lại, gọi là bất hợp pháp đó. Bạn em đi đường du lịch đó anh, ở thành phố Regina, nếu làm giấy tờ thì mất phí bao nhiêu? Đi du lịch rồi không có làm phí không, giấy tờ lại được đâu em. Vậy chào bạn của tôi, ok, chào Vĩ. Để tuyển một người lao động mất 3.600, người Việt tuyển qua 6.500, cái đó là rẻ đó Bon, mà cũng không có số đó đâu Bon, mà con số ít nhất bèo lắm là phải 35 40 35 40 50 35 40 50. Em cứ nhớ con số đó dùm cho anh này, có nghĩa rằng tương đương là phải 700 củ 800 củ 6 700 củ. Làm giấy tờ định cư là thứ nhất á. Hello there, nice to meet you, I'm from Toronto, how are you? I'm good. Tăng hay là ai, tên là gì không biết, không biết nam hay nữ. I'm good, thank you very much, how are you? Em đang nói thật, đúng rồi Bon, đúng rồi. Ngay cả Philippines qua bên Việt Nam mình cũng rất là rẻ. Tại vì người Việt mình mới cắn người Việt mình được thôi. Có nghĩa rằng làm khúc. Em đang nói hả? Mình nói 150 bạn tượng vi. Thần số học ơi, không có, đừng nên đi. Thần số học ơi, bây giờ anh nói em nghe nè, thần số học. Anh nói em nghe ha. Tại vì em comment nãy giờ là hơi thiếu những cái gọi là kiến thức. Thì bây giờ anh chia sẻ với em. Thứ nhất á, là như vậy nè. Một tháng ở bên Úc á, giờ anh cho làm cao lắm là lương tháng 4.000 đi nha em. Thì em cũng phải đóng thuế, em cũng phải ăn, em cũng phải uống, em cũng phải ngủ, em cũng phải trả dầu gội, sữa tắm, rồi lăn nách, rồi phụ nữ thì còn phải có cái này cái kia, ok. Bây giờ em dư được 1.000, 4.000, làm 4.000 thì dư được 1.000, là anh nói em là em phải chắc chiêu lắm luôn á. Rồi 3 tháng là 3.000, ok. Rồi em mua vé máy bay 2 chiều là bao nhiêu? Vé máy bay 2 chiều là bao nhiêu? Em trừ đi thêm 150 triệu nữa, em lời hay em lỗ? Đó, vậy thôi, anh nói vậy thôi đó. Em hiểu chưa? Có công ty nào uy tín không anh? Mình chả biết bạn cần. Thật ra công ty nào cũng uy tín, nhưng các bạn chỉ cần hỏi những cái bước như thế này. Bạn có giấy phép xuất khẩu lao động hay không? Bạn có ký hợp đồng với lại cái đơn vị mà xuất khẩu cần nhân người lao động hay không? Và cái thứ ba nữa là bạn có deposit trong ngân hàng hay không? Cái đó là những cái giấy tờ mà bạn, ba cái giấy tờ bạn cần phải biết. Phí giấy tờ định cư 700 tới 800 thì môi giới mới lấy từng đấy anh nhỉ? Đúng rồi em. Nghe anh Vũ giải thích chứ không là mệt đó. Ok Tường Vi, em trốn luôn được không anh trai? Được, em trốn luôn đi nha. Em thứ nhất em làm như vậy là ok luôn nha. Phí 36, 4.900, công ty dứt. Trời ơi. Ôi Tuyết Mai, nước rửa tay bể hết một chai hả? Nó có cuốn mút ở ngoài mà nó vẫn bể hả Mai? Trời ơi, sorry em nha. Ngày mai mấy bạn đi làm lại, xong anh nói mấy bạn sẽ ship lại cho em chai mới nha. Tụi anh là quấn hàng khá là kỹ, trong cái chai đó, nó phải quấn bằng cái xốp á, cái mút á, mà vẫn bị ở bên này mà show bí gì là ok rồi đó. Tăng
Còn mà nếu mà freedom hoặc là free không thì hả, đói chết luôn á. Đói à, đói à, không đơn giản đâu. Nên là các bạn qua đây các bạn mới thấy được bể tét hết nước ra ngoài anh ơi. Tét á anh, tét là cái chai xịt tay á hả, cái chai xịt tay á hả Mai. Ồ cái chai xịt tay mà bể luôn. Ô mô Phật, vậy là chứng tỏ rằng là chúng nó vận chuyển nó đè lên rồi. Thôi rồi, nếu mà còn được ba chai thì anh sẽ ship. À, rồi ok, bể bể là chắc chắn là do bên vận chuyển rồi. À, nhưng mà anh sẽ nói với nhân viên ngày mai, sáng mai sẽ ship lại cho em một chai nữa nha. Không, em không phải lo gì hết. Anh làm là vì uy tín chứ anh không có làm vì lợi ích. Đó, đây nè mọi người ơi, mà mọi người nói nè, đó, bé bé Tuyết Mai nè ăn vặt nè, đó, dầu gội bên mình làm đó. Đi du lịch ở lại làm việc nộp thuế cá nhân không anh? Đi du lịch mà làm việc ở lại là không không được phép làm việc nữa, thì không thể nào gọi là làm việc. Dạ. Ok Tuyết Mai, cảm ơn em nhiều nha. Khi nào mà em có nhu cầu anh nói nghe nè Tuyết Mai, anh cho em một cái cơ hội để mà em có thể chia sẻ giùm cho anh. Nếu mà ví dụ như ở dưới cái nhà của quê hương của em á, mà có chỗ tiệm gội đầu nào mà người ta muốn mua dầu gội á, muốn mua dầu gội á, thì em có thể là liên hệ với anh bán cho bên em cái dạng kg ấy em. Anh cũng không cần vào trong cái chai giống y như vậy, bán trong dạng kg thì kg nó rẻ hơn so với vô chai, tụi anh mới mất thời gian hơn, thì anh sẽ riết ra và giá nó rất là rẻ. Không, chi tiết giá cả như thế nào thì em ấy qua cho anh, rồi anh nhắn tin qua cho anh sẽ cho em cái giá, em đi chào dịch vụ ở dưới đó. Kg bao nhiêu anh? Rẻ lắm. Là nó rẻ lắm. Ví dụ giống như bây giờ anh nói là hai chai là bảy mấy ngàn đúng không? Hai chai 170 đúng không? 160 đúng không? Thì bây giờ ký có mấy chục ngàn à em à, ký có mấy chục ngàn à. Em đảm bảo em có lời luôn á, em đảm bảo em có lời luôn. Giá như trước khi bạn em lắng nghe anh nói thì không qua muốn chứng và trời ơi Trần Hằng ơi, nếu mà hở mọi thứ mà nó đẹp á thì là môi giới nó đi trước rồi. Không tới lượt em đâu. Không tới lượt em đâu, anh nói thật. Nên mọi người ở bên đây người ta cũng rất là cảnh báo rất là nhiều, mà nhiều khi các bạn lại không tin. Tại vì á, các bạn cứ nghĩ là mình làm với cái mục đích gì, rồi mình làm với mục đích là cũng là xuất khẩu lao động, rồi chèn ép những cái người mà đồng nghiệp của mình. Không có, mình không có làm cái kiểu đó, mà chúng tôi là nói lên những cái tiếng nói của những người đang chứng kiến, chứ không có phải rằng là nói lên về tiếng nói đi triệt hạ đối thủ hay là triệt hạ những người khác. Không có, tôi không có làm cái đó. Tôi làm như vậy được cái gì? Không có được cái gì hết, mà lại cuối cùng mang thêm cái nghiệp vào người, nên không có làm. Nên các bạn phải nên thận trọng nha. Đi đâu cũng vậy, nếu mà dễ dàng thì là môi giới nó đi trước rồi, các bạn không có được cơ hội đâu. Đó, cũng nhờ Vũ mà Tường Vi ở ngoài Bắc ấy, bạn xém tí xíu nó mất hết ba mấy ngàn, ba mấy ngàn Mỹ nha, chứ không phải ba mấy ngàn Việt Nam nha. Ba mấy ngàn Mỹ thì các bạn tự nghĩ ra bao nhiêu tiền. Em nói bạn em nghe anh đi chứ không chịu, bạn em cứ nghĩ chỗ là giấy tờ định cư. Ừ. Bây giờ bạn em mà đã đi như vậy là không bao giờ làm được đâu em, mà thậm chí còn là một cái vết đen ở trong cái bộ hồ sơ nữa, nên khó lắm. Thôi em khuyên bạn em á thì hy sinh một qua bây giờ là chuyển qua hình thức là kiếm cái thằng Việt kiều nào ở bên này nè, kết hôn với nó luôn, may ra nha. Nội thất bên Canada bán chạy không ông bạn? Canada này á, nội thất nó mắc bà cố luôn á mọi người ơi. Một bộ salon đi thì tính ra là khoảng ngàn tám, ngàn tám tới 2.000 nha, ngàn tám tới 2.000 mà chưa có cái bàn, có nghĩa là hai cái ghế thôi đó, hai ghế thôi. Anh ơi, xuất khẩu can cần chứng minh tài chính không? Can không có xuất khẩu tài chính nha Mito. Cảm ơn Playku và dạ, mọi người lắng nghe anh Vũ chia sẻ thật, đừng nghe môi giới. Cảm ơn em. À, môi giới còn còn follow tôi mà, tôi nói thật sự với mọi người đó, tính qua bển mở cái showroom ông ơi. Thì có điều kiện thì làm thôi. Bạn bảo nhưng mà với điều kiện là bạn cần phải có doanh nghiệp ở bên này, hoặc là bạn liên kết với một cái doanh nghiệp ở bên này thì bạn mới làm được. Còn không thì bạn nên gọi là hu sale tới các cái tụi mà bên này. Cái bạn có thể vào trong mạng bạn search cái từ Home Depot,
Home Depot á là rất là nhiều, tụi nó bán nhiều lắm, nó bán toàn Việt, toàn Canada luôn. Trần Hàng hơi không có đâu em ơi, đã nói không có đâu, em yên tâm với anh đi, anh nói sai anh chịu trách nhiệm nha. Anh giới thiệu em lấy chồng bên đó giới. Trời ơi Hồng Duyên ơi, người ta nói là làm mai lãnh nợ gắt cu cầm chầu, sao mà lắm làm mai được, khổ ghê gớm bay nha mọi người. Mọi người mà nếu mà đã lỡ qua bên này rồi á thì thôi ráng tìm cách nào, một là kết hôn ở lại, hai là quay về đi, không nên ở bên này, dù nó thật sự với mọi người như vậy. Nhưng mà hầu như mọi người cũng tìm tới con đường đó là kết hôn ở lại, kiếm một người nào có giấy tờ đầy đủ ở bên này. Bữa nào anh làm video về cách đi xe bus bên đó đi. Xe bus bên này đúng không? Ok, bữa nào anh sẽ làm nha. Ok, như vấn đề này thì đúng rồi, ca khó hơn Mỹ, ca không khó hơn Mỹ đâu. Tiếng Việt còn tốt quá, chúc bạn sức khỏe. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Ý em là visa work permit cần chứng minh tài chính không ạ? Không 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 cần em. Nhưng mà em không đủ thu nhập, tổng thu của em không bù lại được cái khoản em đầu tư ra đâu. Em vào cái kênh của anh xong rồi anh có ghim một cái kênh, ghim một cái video đó em, Mito, em coi hết rồi em mới quyết định em đi hay không đi nha. Anh đã chia sẻ với em là, chia sẻ với tất cả mọi người luôn là rất là rõ ràng và chi tiết luôn. Đó là trong khi đó là Vũ chưa tính là tiền lăn nách nè, tiền dầu gội đầu nè, rồi phụ nữ thì phải cần có băng nữa nè, đủ thứ hết các kiểu, nên mọi người có nghe hay không là tùy nha. Ở trong cái kênh của mình đây, cái kênh của mình đây, mọi người vô xong nó coi cái video thứ hai á, Vũ ghim là chi phí và thu nhập ở tại Canada như thế nào. Mọi người xem cái video đó rồi hãy đi lao động của permit nha. Nghe anh nói là biết khó rồi, dễ thì Việt Nam nó đi hết rồi em Hằng ơi. Nay nay anh không bán hàng à? Cũng muốn bán chứ, nhưng mà nhiều khi là sợ mọi người lại nói là mọi lợi dụng cái này, lợi dụng cái kia này kia. Giờ em có mua không anh ghim lên lăn nách. Đúng rồi Tuyết Mai, cái đó chuyện bình thường, tại vì phụ nữ cũng có cái kia nữa mà, tới tháng thì cũng phải đeo, mà đeo thì tiền đâu ra mua, mà một cái bên này mua biết bao nhiêu tiền, 8-9 đồng, đâu phải đơn giản đâu. Nên nó hả mọi người ơi, mọi người đừng có nghe 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 cái kiểu mà môi giới qua đây làm cả 50, 70, 100, 200 sau khi bỏ túi đấy, qua đây mà làm, qua đây mà kiếm cơm. Vũ nói thật sự với mọi người. À quên nữa, hôm hồi tối Vũ ngồi Vũ chơi với một ông anh, Vũ nói cho mọi người xác thực luôn nè nha, anh bán bên Việt Nam em à, em anh không có bán bên Canada, không có TikTok shop, Canada không có TikTok shop. Mọi người đó, hồi tối là Vũ ngồi nói chuyện với ông anh, ăn tối với ông. Ông nói như thế này nè, tổng thu nhập của ổng cho đến cái nguyên một năm ổng qua Canada, ổng không có dư gì, ổng dư cái quần đùi ổng thôi. Thấy tội nghiệp không? Không có dư cái gì hết mọi người ơi, dư đúng cái quần đùi. Nói cái quần đùi thì nó hơi quá nha, nhưng mà không có được cái đồng nào hết á. Trước em chắc đóng hai băng vệ sinh quá anh. Nay đừng mua nay ơi, tại vì ở bên đây nó cũng có mà. Bên đây thu nhập sao thì chi phí nó cũng y vậy thôi à. Đi visa work permit đòi hỏi bằng tiếng Anh cao không anh? Tất nhiên rằng qua bên nước người ta là phải cần có tiếng Anh này ạ. Hôm bữa ông kia làm visa đi work permit có vòi xịt hả anh? Vòi xịt là sao ta? Không hiểu bên ơi. Có cái quần xà lỏn á, đúng rồi. Nói chung là có ổng còn cái quần đùi. Tại vì á là mọi người biết sao, thứ nhất á là ổng không biết tiếng Anh. Ổng đi theo vợ, ổng đi theo diện là work permit. Sorry, đi theo cái diện là đề cử của tỉnh bang, thì vợ ổng là tiếng Anh khá là tốt, thì người đi theo cùng á là được thường trú nhân. Đó, thì thường trú nhân xong rồi ổng đi làm một cái quán cà phê phụ để rửa ly rửa ca thôi, và một giờ của họ là 15 đồng, một giờ 15 đồng thì về tiền ăn tiền uống tiền nhà tiền cửa tiền thuê mướn á nó hết mất. À mọi người, coi như một năm á là người ta còn cái quần tà lỏn á. Đi vệ sinh đó anh, à đúng rồi, ở bên bên này đi vệ sinh không có cái vòi xịt xịt đít giống như bên Việt Nam nha mọi người. Lượm bà chứ anh, lượm rồi em, anh mới vừa đăng video á. Có người nhà đi can nông hái dâu nho phép kính 3 tháng đúng 200 triệu.
Má ơi, ông nào đây nữa, tôi ghim lên cho mọi người đọc và tôi giải thích nha. Đây, có người nhà đi nợ là đi làm nông bên này hay dâu dâu ở đâu bên này mà hái, nho ở đâu bên này mà hái. Trời ơi, đất nước Canada là đất nước khắc nghiệt về mặt thời tiết. Thì không thể nào trồng được những cái cây đó các bạn ơi. Không có hái được đâu, nó còn đi nhập từ Mexico, đi nhập từ Mỹ, đi nhập bằng Guatemala. Trời là trời, hèn chi nhiều người đi qua quá không thấy về. Chồng em đi làm bên đó 2 năm chưa lấy lại vốn, lấy đâu định cư, mấy thấy cha luôn anh, cực thấy cha luôn anh. Không, cực thấy ông nội luôn chứ cha là bình thường em. Tao nói cực lắm má, làm lòi luôn á, đừng nói thật. Tính ra em ở buôn bán Việt Nam. Tuyết Mai nói chuẩn. Anh nói thẳng với em luôn và nói thẳng với 82 người đang xem luôn nha. Mọi người ở Việt Nam thu nhập 20 triệu một tháng hoặc là 15 triệu thôi. Dưới 15 triệu thì nó cũng gọi là vừa đắp đủ 15 triệu thôi. Mà mọi người khỏe cái này nè, khỏe cái này lắm. Vũ nói thật sự với mọi người luôn. Vũ nói thật sự với mọi người làm mà bên này mà dư được 20 triệu gì. Thôi thôi thôi, phải là gọi là tổng lương á. Tổng lương là phải 60 triệu. Mà 60 triệu là khoảng 4.000. Đó, mọi người cứ tính ra đi dùm cho Vũ ở đây nè. 3.000 mấy gần 4.000. Úc mới có nho và dâu. Đúng rồi, Canada không có những cái trái cây đâu các bạn ơi. Các bạn đừng ấy, đừng đừng có nghe môi giới nó nói nghe. Ở trên đây làm gì có dâu, nó chỉ có trái bom á. Trái bom hay còn gọi là trái apple á. Apple á, hay mình dịch ra trái táo đó. Là mọi người có nha. Nhưng mà nó chỉ có mấy tháng thôi. Đây nè, chuẩn bị là hết mùa đông này nè, là bắt đầu nó ra. Rồi xong rồi cuối tháng 8, tháng 9 á, là nó mới bắt đầu có trái. Thế thì đầu tháng 10 thì mới bắt đầu là thu hoạch. Thì các bạn cứ nghĩ đi, thu hoạch có một tháng trời thì qua đây làm gì, nó thuê các bạn chỗ đó thì sao làm chi. Tính ra đi Nhật không? Đúng, Nhật, Đài, Hàn, các bạn cứ đi cho mình đi. Không có đi qua bên này. Đi qua bên này với điều kiện các bạn phải tính tới cái vấn đề là định cư, ở lại xin thường trú nhân, này nọ các kiểu á, thì các bạn mới ok. Nhưng mà không theo đi theo diện work permit được. Work permit là đi lao động mà. Mà đi lao động work permit thì lại là không ở lại được nha. Cà có nho anh nhé. Có nhưng mà ít lắm, không có đủ để cho bạn hái đâu. Có nghĩa rằng là nó bây giờ cái thời tiết khắc nghiệt này thì không thể nào trồng được. Nay xin visa work permit thời gian lâu không? Thì cái đó cũng khá là lâu á, mình cũng không biết rành, nhưng mà cũng vài tháng đó. Nên là các bạn đừng có đi bên này nha, đề cử tỉnh bang mới được ở lại. Đúng rồi, đề cử tỉnh bang là gì? Mình giải thích cho mọi người như thế này nè. Đề cử tỉnh bang ví dụ giống như chủ là chủ doanh nghiệp bên này đi, hay là chủ một cái nhà hàng đi. À, tôi đăng ở trên cái Jobbank, có nghĩa rằng là cái website về Jobbank á, thì khi đó mình thông tuyển được người ở local, có nghĩa là người địa phương, là người ở tại Canada, thì lúc đó mình mới tuyển về Việt Nam. Mình tuyển từ Hàn Quốc qua cũng được, mình tuyển từ Thái Lan qua cũng được. Có nghĩa là cái đó gọi là lúc đó tỉnh bang họ thấy như vậy á, tuyển người khó quá thì mới cho tuyển người nước ngoài qua. Thì tuyển từ nước ngoài qua thì lúc đó bạn sẽ được nộp hồ sơ xin thường trú nhân khi các bạn đang ở tại Việt Nam. Mà cái diện này thì thứ nhất tiếng Anh, thứ hai là tài chính khá là nhiều. Cho nên là các bạn đừng nghĩ rằng là nó dễ ha. Em chưa có visa nữa. Em xin làm visa đi Canada dễ mà, có mấy chục triệu bạc là có cái visa thôi, gì đâu. Em chứng minh tài chính tốt là được. Mua dầu gội ký bỏ vô thùng hay vô can? Đương nhiên phải vô can với em. Can tụi anh đẹp lịch sự lắm. Không có phải rằng là, hoặc là tụi anh có bán luôn cả một bình, một cái phi á em, cái phi nhựa là 200 kg trên một can á, một bình vậy em, 200 kg như vậy đó. Anh vẫn xuất đi về Hà Nội rồi đi về ngoài Bắc được mà, anh chở bằng xe đi. Em du học ở Edmonton, vừa học vừa làm, tháng tiền nhà gần 3 năm rồi chưa về Việt Nam. Đấy, Edmonton á. Đây, mọi người xem nè, bạn này bạn du học sinh nè. Đó, tôi găm lên cho mọi người xem đó. Đó, đó, mọi người xem đi. Người ta du học sinh á, là người ta có bằng đó nghe. Người ta có bằng cấp đó nghe. Rồi người ta có tiếng Anh đó nghe. Mà người ta 3 năm rồi mà người ta vẫn không đủ điều kiện để về Việt Nam. Vũ nói thật sự với mọi người đấy. Mình có visa 10 năm, mỗi lần đi 3 tháng về thôi nè. Đúng rồi, thì đi chơi thì đi bình thường thôi, đâu gì đâu. Em lần tháng 12 tới giờ, visa overweight. Lâu quay chơi. Nay cố gắng đi, và bữa nữa có vợ mà.
nó hơi lâu thôi, hơi lâu không sao, nó cũng ra thôi mà. Visa vài chục sao đi qua môi giới tiền tỷ vậy anh? Visa vài chục là thứ nhất bạn phải đạt được những cái yêu cầu của cái đơn vị mà người ta xin visa dùm cho bạn. Bạn chứng minh về tài chính, ví dụ như bạn đang ở bên đó, bạn chạy xe ôm công nghệ đi, mà bạn kêu bạn đòi đi sang Canada, bạn đi du lịch là không thể được. Đó là cái background của bạn, là một cái người đi lao động không đủ để mà sao mà đi du lịch được. Thì bạn qua nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là bạn sẽ trốn, bạn ở lại thì xét visa rất là khó. Còn ví dụ như trong trường hợp bạn là một người chủ doanh nghiệp, bạn có thu nhập, bạn đang là trưởng phòng, hoặc là bạn đang là giám đốc hay phó giám đốc gì đó, nó xét các bạn cái một là đi luôn. Đó. Chứ không phải bạn các bạn đổ đồng được nha. Hôm bữa cũng có một cái người ở tại bên Canada này trôn vũ, kêu rằng là đi xuất khẩu, đi qua bên này visa chỉ có 20 triệu. Visa 20 triệu là đúng. Vũ khẳng định với tất cả mọi người đi visa 20 triệu là đúng. Nhưng mà những cái đơn vị mà lấy các bạn hai mấy ba chục ngàn là nó build hồ sơ, nó dựng hồ sơ lên, thì các bạn không thể nào lường trước cái vấn đề visa đó thật hay giả nha. Tại vì các bạn phải làm đúng thực lực, đi qua nước ngoài là thực lực chứ không phải rằng đi qua nước ngoài là ảo nha. Đây, chào Hằng Hải Bằng. Chào chị Hải Bằng. Anh cho em hỏi diện kết hôn bên ca giấy tờ bao lâu và chi phí như thế nào? Cái vấn đề này anh cũng chịu với bạn user gì đó ơi. Anh nói chuẩn bất động sản Hoàng Ân. Cảm ơn bạn. Em đi dạng work permit môi giới bảo chứng minh tài chính. Chứng minh cái gì? Chứng minh cái gì trong đây? Đi lao động mà làm gì phải chứng minh? Tào lao với vảnh. Nó có nhiều cái nó đâu có biết đâu mà. Em lăn tay du lịch 8 tháng 3. Chưa đâu bạn ơi. 8 tháng 3 tới giờ mới có 24 mà có gì đâu mà ấy. Không sao đâu, chờ đi. Dạ, mình ở Canada bạn. Giờ này đang là 9 giờ 13 phút. Mười ngày có visa cũng tùy lúc thôi. Mình làm visa đi Úc mất 3 triệu. Nên nó có nhiều người á cứ làm visa cứ nghĩ rằng là mấy người môi giới nó là nó tốt, mày nó cắn cho các bạn một lúc, mà cắn lúc là hở 25-30 ngàn. Có cái bà Kim Anh ở ngoài Nghệ An đó, cắn một phát 27 nghìn. Xong đến khi mình dí cái là bắt đầu sồn sồn lên, giải thích này nọ các kiểu đồ này kia nọ. Mình dí mà mình dí bằng tin nhắn, tại vì mình muốn cho người ta đàng hoàng. 9 giờ sáng đúng rồi, bên này là 9 giờ 13 phút các bạn, ở bên Việt Nam mình là 10 giờ 13 tối. Nó nhận tiền chứ không có chắc được đâu. Đúng rồi. Anh cho em hỏi đại sứ quán nộp hộ chiếu không? Đại sứ quán mà sao yêu cầu nộp hộ chiếu? Cái vấn đề này bạn hỏi lại đại lý nha. Hình sự visa đi Canada khó, hình như visa khó đi. Bạn cứ thử chứng minh về tài chính, bạn đi du lịch ok, bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đang có thu nhập ổn định thì bạn đi bình thường không sao cả. Em thấy đi ca cần nhiều kiểu khai thật được gian dối. Đúng rồi, bạn mà sai gian dối, bạn qua với cửa khẩu, bạn khai lại cái trật cái là bạn đi về lại đi. 3 tháng mà chưa có là trật rồi đó. Ok chị Jenny, sẵn sàng thôi, em không vì gì hết, em chỉ vì mọi người, muốn mọi người nói lên tiếng nói. Ai muốn vào trong live của Vũ để nói, ai muốn vào trong live của Vũ thì comment muốn giùm cái Vũ cho vào trong live để ngồi nói chuyện. Hello, em chào chị Jenny. Người ta bảo mình tài chính đang nghĩ người ta chuyển qua em sang dạng du lịch ạ. Trời ơi, đi du lịch mà thì chứng minh tài chính là đúng rồi, nhưng mà đi lao động work permit mà chứng minh tài chính là em nghĩ là các bạn nó vẽ đường rồi đó. Bạn nào muốn vào trong live của mình để nói chuyện thì giơ tay lên, gõ chữ muốn, mình sẽ kéo vào để mà ngồi nói chuyện nha, chia sẻ những gì muốn hỏi, những mình sẽ cho trong live. Tổng cộng hiện tại bây giờ đang còn 7 người.
xem nhiều rất hay, đang cứu nhiều thứ nên bị lừa. Dạ chị Hải Bằng, cảm ơn chị rất là nhiều. Ăn tối cho đi. Âm thanh nó nghe nhỏ quá Vũ ơi. Sao chị nói em nghe to quá vậy? Chị cũng không hiểu Bạn mình bảo lãnh được không? Bạn không bảo lãnh được mình đưa đi qua bạn ơi. Bạn không bảo lãnh. Ví dụ giống như rằng bây giờ Vũ về Việt Nam, Vũ bảo lãnh một người bạn nào bên Việt Nam không bao được. Không bao giờ được. Không có huyết thống, không có cái gì, không liên quan gì hết. Sao bảo lãnh? Chỉ có về lấy để người ta làm vợ hoặc là làm chồng thì được nha. Mỏi tay thì nghỉ đi thần số học, nghỉ một chút đi rồi thả tiếp. Thả chừng nào mà nó bể cái cường lực á, rồi ra thay cái cường lực khác là được à nha. Có chứng minh vợ chồng, chứng minh vợ chồng thì đi được thôi. Vũ cho mình vào buôn chuyện Nguyễn Lô xuất khẩu lao động châu Âu. Ok, mời bạn vô luôn, vô phải lịch sự nhã nhặn là được rồi. Đâu rồi, ok, mời bạn. Rồi bạn nào muốn tham gia vào để nói chuyện thì giơ tay lên, gõ chữ muốn là mình sẽ mời vào. Trong đây có chị Jenny rất là có kinh nghiệm nha mọi người. Hello Vũ nhá, hello cả nhà. Xin chào. Xin chào cả nhà. Hôm qua là sao cái buổi livestream có nhiều bạn đăng lộn cái gì đó vậy? Dạ. Hôm qua livestream có nhiều bạn liên lạc với chị, thì Vâng. cũng có nhiều người chị hỏi thì thông tin các bạn muốn đi sang ca. Dạ. Sang ca, nhưng mà đều có cái là khi mà hỏi ra thì cái điều kiện mà của họ nó họ không có đủ điều kiện để sang ca. Đúng rồi. Với giải lại là nếu mà ai đi sang ca theo cái diện work permit á thì mình khuyên Dạ. thời điểm này không phải là thời điểm họ đi, giải lại là phải có tay nghề Dạ. thì mới được, còn không có tay nghề thì tốt nhất đừng đi. Đúng rồi. Chị chỉ khuyên họ một điều đó thôi. Giả lại là Canada là sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, Tiếng Anh hoặc không có sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung không, tiếng Trung vẫn có chị, nhưng mà vẫn là người đó, Trung. nhưng mà chỉ trong trong cái công việc làm thôi. Dạ. Chứ còn nếu xét hồ sơ mà trong hồ sơ của mình mà xin visa sang ca mà mình không có vốn liếng tiếng Anh thì rất là khó đậu visa. Dạ. Bạn Lô Hội ơi, bạn tắt giùm cái micro bên bạn nha, tại vì nó ồn lắm, bên này nghe không 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 nó ồn quá, nhức tai quá. Còn những người mà nếu mà đi theo sang ca mà để mà mình định hướng cho tương lai con cái sau này á, mà mình tận dụng cái thời điểm này là thời điểm dễ nhất thì Dạ. các bạn có thể đi. Dạ. Chứ còn nếu mà để mà thời kỳ kinh tế mà bắt đầu quay trở lại mạnh hơn rồi thì cái điều kiện mà xét về visa nó sẽ khó hơn nhiều. Giờ hiện tại đang rất là khó rồi đó chị ơi. Mọi người nên nhớ cái này. Rất Tại là vì khó. em biết lý do tại sao là khó không? Dạ. Thứ nhất là vừa rồi trong cái đợt mà xét duyệt visa lỏng lẻo á, nó xảy ra nhiều vấn đề. Nhiều vấn đề, cho nên là bây giờ chính phủ Canada họ cũng nhìn thấy được điều đó, chứ không phải là họ không nhìn thấy đâu. Và bây giờ bắt đầu họ chấn chỉnh từ từ, họ siết chặt lại. Và thứ nhất là họ vừa siết chặt mà vừa điều tra. Cho em hỏi là có bác nào đang ở tại Canada không ạ? À? Vào để mà chia sẻ để nói chuyện một chút xíu về cái Canada cho mọi người nắm rõ à. Bác nào muốn tham gia thì gõ chữ muốn em kéo vào luôn. Ở trên này sẵn đây livestream luôn á chị, sẵn trên cái buổi live này thì chị muốn nhờ nhờ Vũ hỏi coi có anh chị em nào có biết cái nhân vật tên La Quốc Phong ở thành phố Hồ Chí Minh không? Ồ, Lan Quốc Phong là ai vậy? Ở đây là cũng là một cái môi giới á, nhưng chị nghe nói rất là nhiều nhưng mà chị tìm hoài không thấy thông tin.
Thứ nhất là anh ta đưa đơn mà đi qua New Zealand toàn là đơn đơn trời ơi đất hỡi không à, đơn tuyển dụng á, còn là trời ơi đất hỡi không à. Bây giờ Mà bạn nguyên lô hội á, bạn tắt cố gắng là làm sao cái môi trường xung quanh bạn nó yên lặng giùm chút nha, để vào đây nó để mà nó ồn lắm nha. Mình sẽ kéo bạn ngoại vào lại. Ok, chào bạn. Em ở Canada nè, cây ngô ngọn cỏ có vào không? Anh mời các bạn vào để chia sẻ. được chưa Vũ ơi, Được rồi anh lên rồi. được chưa Vũ, Được rồi, được rồi. mình cũng xem live của theo dõi Vũ lâu rồi Cảm ơn. xem hello cả nhà nhá. Em rồi có ghét hay là thích hay là nửa này nửa kia. Cơ bản với Vũ là mình làm về về cái nghề xuất khẩu lao động này mình làm lâu rồi, mình chuyên về châu Âu mình mấy năm. Nên là Vũ nói những cái tình trạng này, Canada với New với Úc thì mình không làm. Nhưng mà mình cũng cũng theo dõi. Thì bạn giải quyết được những cái khâu mà người lao động người ta không biết và nắm được nhiều cái thực tế bên đấy. Còn bản thân mình là mình làm chuyên, mình chỉ có chuyên những cái thị trường nào là chuyên thôi. Mình làm tất cả các bạn là đều có ví dụ như là giấy tờ hợp đồng lao động lâu dài và đón vợ con, vợ chồng con sang. Và ông đều định hướng các bạn phải có cái tay nghề khi sang châu Âu. Đấy mà hầu như là những cái nước mình đưa đi là các bạn có người nhà bên đấy hết rồi. Và đều nhờ mình là cũng là nhờ qua qua cái việc là mình đưa các bạn người nọ người kia đi. Tên lễ hội đẳng cấp đấy. Cảm ơn Dragon nhá. À, trước mình dạy tiếng Hàn. Thế là lấy bút ký là tên là lâu hội, thế là cứ để thế thôi, còn tên thực tế tôi là Công hội, Nguyễn Công hội. Đâu là công ngủ thì nó khác. Công hội. Ngày xưa ông Vũ à, ngày xưa tôi để cái bút bút danh là lô hội. Nên là cứ để thế thôi. Đấy thế là cũng mười mấy năm để lô hội rồi tôi cứ để thế. À, mọi người Vũ hôm nay Vũ cũng công bố trên cái live này luôn thì cũng có cái nick TikTok mà ở tại Canada này cố tình đòi kiếm những cái sơ hở của Vũ để mà gọi là phốt của Vũ, và cuối cùng là cái TikTok đó đã tự private luôn, có nghĩa rằng là không ai giúp cho cậu ấy hết, cho nên cậu ấy tự private, nghĩa là sẽ không còn được dùng ở trên TikTok nữa, bởi vì rằng là mình đã nắm được cái job bu của họ. Mà nhưng mà mình không có làm, thực ra từ từ là mình cũng sẽ làm thôi, nhưng mà không sớm thì muộn, cuộc sống là mình luôn luôn nói sự thật thì bao nhiêu người ta ghét, người ta không có bao giờ thì ít bữa người ta cũng ghét, nhưng mà có những người thổ lộ quá khai, nên là mình sẽ chúc mừng cho cái kênh của bạn đó, cái kênh của bạn đó đòi comment vô rồi tác Vũ vô rất là nhiều, mà Vũ vẫn im lặng và không bao giờ để cho nó mình dắt mũi nó. Mình phải dắt nó đi chứ không phải nó để dắt mình, nên là bữa giờ có cái kênh mà gọi rằng là bóc phốt Ricky á thì mọi người cũng vô đó mà có thể xem để coi thử thử là cái người đó phải như thế nào nha, mình đâu có gì đâu mà phốt. Thật ra thì Chào. chị cũng nói thật với Dũng nha, chị rất là giống những cái người mà tối ngày cứ là cứ lên bóc phốt người khác mà cứ giấu mặt, nếu mình có gan thì mình bóc phốt người ta thì mình cứ đưa cái mặt mình ra, mà nó đã như vậy rồi cứ đi khiêu hết người này người kia để mình bôi cái lỗi người khác thì thật sự đây là cái điều mà mình không Nấu thể. cơm hay trưa ăn con? À, phốt anh Vũ nhiều lắm. Rồi phốt giùm anh cái coi. Anh Vũ làm tốt nên bị phốt. Đúng rồi, anh Vũ làm cho nên nó cứ phốt mà nó nhẹ nó canh cái nhà của anh Vũ mà nó chụp mới đem lên nó phốt, biểu mình vô mình coi cái nhà nó có cái nhà nó làm gì. Vũ nói thật sự với mọi người nha. Vũ nói thật sự mọi người nha. Ở bên Canada này à, mọi người chỉ cần tiết lộ một thông tin của cái gia đình nhà người ta thôi. Chỉ cần bạn chụp một tấm hình thôi, hoặc là bạn chụp chiếc xe của người ta thôi, bạn đăng lên trên mạng có mục đích gì, là người cảnh sát tới tận nhà của bạn luôn. Hốt liền. Nó tới nó hút liền các bạn. Nên ở bên này là luật pháp nó đàng hoàng lắm. Chứ nó trên trên nó có các bạn đừng có giỡn.
nên là các bạn khi qua bên này đó là lý do tại sao là tội phạm ở bên này nó ít là như vậy. Nó chỉ có lâu 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 á là cái kiểu mà dạng giống như có súng nó xả ra rồi là xong, nhưng mà không, bên này thì Canada thì mình chưa thấy cái vụ xả súng. Ồ, ở Hà Nội tránh bạn môi giới visa bảo anh nhé, mình chùm lừa. Ok. Ồ, làm sao có bằng chứng? Đó, Tường Vi ơi, Tường Vi ạ. Anh nói em nghe nè. Khi mà em nói lên trên như vậy á thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người, và phải có bằng chứng. Nếu nếu mà em có bằng chứng được á thì em nên làm một cái video và em tag anh vào. Anh sẽ cùng với em để đẩy cái video đó lên trên xu hướng. Thực ra là bây giờ tất cả các video của Vũ làm á, của anh Vũ làm á, đều là nó lên xu hướng hết rồi. Nên là em có thể mượn anh là đẩy cái video đó lên cũng được nha, chứ em không có bằng chứng em nói như thế này tội nghiệp người ta. Ví dụ giống như cái ông Lô Hội đây, ông có bằng chứng là ông làm cái gì bất hợp pháp thì mình không thể nói được. Nhưng ví dụ như sáng nay cái bà Hải Phương bà nói rằng là đi qua bên này để lái xe đồ này nọ, kiểu cái đó là trường hợp làm đem người ta qua đem con bỏ chợ. Các em làm ở đó đi, anh sẽ giúp em đẩy video đó lên trên xu hướng nha. Dragon ơi, cái visa lao động phổ thông và lao động tay nghề đều có nhá. Nhưng mà cơ bản mình bảo là các bạn phải có định hướng có tay nghề thì sang lương nó mới cao được. Ví dụ như thợ hàn này, đầu bếp này, neo móng. Tóm lại là các bạn phải định hướng có tay Xin nghề thì sẽ. xin Nguyễn comment trên kênh của mình đó hả? Đúng không? Bạn comment trên kênh của mình đó hả? Nếu mà bạn comment trên kênh của mình đó, thì bạn né những cái từ ra là xuất khẩu lao động, tại vì là mình là đặt cái keyword là xuất khẩu lao động, không được phép comment trên kênh của mình. Cái thứ hai nữa là các cái từ nói tục ở bên Việt Nam mình là mình chặn hết, nó tự động tóc tóc nó tự nó lọc luôn. Là xin Nguyễn, ví dụ giống như bạn chỉ cần hỏi là Vũ ơi mình cần hỏi cái này thì ok, hoặc là bạn nói rằng là Vũ ơi mà mình cần hỏi về xuất khẩu lao động là tóc tóc nó tự nó lọc luôn. Mình cho bạn coi luôn nè, mình cho bạn coi, tại vì là mình sự để đăng nhập hai cái tài khoản của mình cùng trên một cái điện hai cái điện thoại để cho mọi người xem, chứ mình không có lọc nha. Nè, cho bạn xem nè, cho các bạn xem nè. Đó có nghĩa rằng là đây là danh sách những cái bài mà dính các cái từ khóa mình cần phải duyệt nha mọi người nha. Và từ khóa mình đã cài đặt ở đây, từ khóa mình đã cài đặt ở đây, nó tự động nó duyệt thay mình, chứ mình không thể nào duyệt bằng tay được cho nó không chịu nổi. Đúng rồi, ví dụ giống như các bạn comment nó có hai cái icon là nhe răng cười với một cái comment mà có cái dấu có hai cái giọt nước mắt ở bên này nè, thì hai cái thì cười á thì không sao, nhưng mà giọt nước mắt là bạn bị đánh bánh vi phạm ngay. Tóc tóc nó khó lắm chứ không phải là mình chặn đâu. Ok, Tường Vi anh mời em lên luôn để nói chuyện nha. Mời em lên để nói chuyện em. Em gái lên. Tường Vi nè, rồi xin Nguyễn có muốn không, có muốn lên để mà ngồi nói chuyện không? Lên nói thì mình sẽ nói cho mọi người nói chuyện ha. Từ Vy Ok. lên đi, từ Từ Vy á, thì chị cũng nên nhờ Vũ đẩy xu hô đẩy cái mục đích của em để mà đưa lên trên để mà cho mọi người có thể hiểu. Tại vì Từ Vy đã chứng minh rồi, chị có thể biết được luôn là cái visa của cái lọ bia của Từ Vy là từ là bia Ồ. giả. Oh. Bạn bạn Khá anh là có cả là thể chữa via giả cơ. quốc phương đức giả luôn nha. Em Là chào mi chị giả. Phương Linh, chào anh Vũ, chào anh Lô Hội và mọi người nha. Chào cả nhà. Anh là công hội nhá. Thôi em gọi tên ở top top Ừ. cho nó dễ. Xin Nguyễn, anh mời em lên luôn nhé. Xin Nguyễn, em follow anh đi rồi. Ok, xong rồi. Anh mời em lên luôn ha. Bạn này tức người ta lừa người ta mà em đã từng là du học sinh xin. Du học sinh và đang làm hồ sơ. Ok, em cứ vào đi. Em cứ vào đi nghe. Em ngồi em nhắn tin mỏi tay lắm. Vào đi, em che mạng em lại cũng được. Giống như ba người kia cũng vậy. Anh Vũ Vào đẹp đi trai rồi. cho anh Vũ lộ mặt thôi. Không, anh giờ dạo này xấu rồi, râu ria này em thấy không, không có tiền hút hết 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 tóc luôn á. Ok rồi, ok Mà xin Nguyễn.
Ngoài Canada ra thì mọi người cần giải đáp về cái Đông Âu thì ai có hỏi cái gì thì mình sẽ giải thích cho nhé. Mình làm cũng mười mấy năm về Đông Âu rồi. Chị Jenny là người mà có kinh nghiệm ở tại Canada, làm thị trường Canada và New Zealand. Anh chị em hãy lọc ra những con người mà người ta có tâm huyết đó, thì để mà làm việc. Chứ còn bây giờ môi giới nó đầy rẫy ra đó mà. Mình không có chê bất kỳ bạn nào môi giới mà xấu cả. Thực sự ra các bạn môi giới mà khéo léo một chút xíu thì các bạn sẽ có rất là nhiều khách. Nhưng mà các bạn nói chung là quảng cáo thô á, nên thành ra rằng là các bạn sẽ không bao giờ có khách, và thậm chí có nhiều người sẽ phốt luôn. Thứ nhất rằng là mình nói thật sự với tất cả anh chị em ở đây, mình là làm môi giới, có nghĩa là các anh chị em là dùng cái uy tín của mình để kiếm khách. Nhưng mà anh chị lại đi quảng cáo sai sự thật thì đó là cái vấn đề là làm mất đi của uy tín của mình. Thì các bạn khi các bạn quảng cáo như vậy á, thì các bạn chỉ cần kết nối rằng là người lao động và người đi đơn vị xuất khẩu lao động, thì các bạn chỉ nói rằng là tôi là người đứng cửa giữa và tôi chỉ môi giới cho các bạn, hai người hợp tác lại với nhau, nếu thành công thì doanh nghiệp sẽ trả hoa hồng cho tôi. Đấy, những cái thông tin chi tiết bên trong nữa thì các bạn không nên chi tiết nữa, thì cái đó mới gọi là một người môi giới đẳng cấp và một người môi giới khôn ngoan. Chứ còn mà khi mà các bạn ngồi nói luôn cả là cái tiền lương bên này rồi bao nhiêu, cái đó không nên làm, mà làm như vậy là tội nghiệp người ta, tội nghiệp người ta. Cho nên là các bạn phải nên làm sao Được đó, trả các bạn lời. có đủ gọi là kinh nghiệm, có đủ số tiền, các bạn đi kiếm tiền mà đủ cách hết đó. Nhưng mà tại sao các bạn lại 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 bất chấp làm những việc như vậy nha? Nên là giống như các bạn Tường Vi đây này, cũng vì nghe lời môi giới nên thành ra rằng là các bạn bạn này may mắn được gặp được chị Jenny và gặp Vũ, cho nên là xem được, soi được cái lời mi giả nó đi sai bằng Photoshop đó mọi người. Mình trả lời bạn Trung Quốc nha. Vũ ơi, mình sẽ xin phép trả lời bạn khám phá Trung Quốc này. Tức là Đông Âu như này nha bạn nha. Bạn đi lao động thì thường thường là visa lao động thì nó sẽ có thẻ cư trú 2 năm. Và mình cứ nuôi giấy tờ ấy, thì tùy từng nước. Thì 2 năm nó sẽ lên dần dần, lên 5 năm. Và sau đó 5 năm thì sẽ lên 10 năm. Nói chung là Đông Âu là và châu Âu ấy, thường thường là các bạn mà đi visa lao động hợp pháp ấy, lao động ấy, thì các bạn được ở lại lâu dài. Và đón cũng đón được vợ con sang. Như lao động thì sau 1 năm là đón được. Còn mà ví dụ chuyển đổi ra visa kinh doanh thì các bạn có thể là 3 6 tháng đã đón được cả nhà rồi. Rồi ok, là tôi hy vọng là bạn lô hội á, làm ăn có uy tín. Thứ hai nữa là bạn giúp được cho người ta là cải thiện được cuộc sống. Tôi nghĩ rằng là qua những cái video của Vũ, cũng giống như rằng là những cái người mà làm video về mục đích rằng là làm cho cái môi trường xuất khẩu lao động á, nó sạch sẽ hơn, thì hy vọng là lô hội, tôi thì chưa biết lô hội, nhưng mà qua cái cách bạn giới thiệu 15 năm mà bạn vẫn còn sống tới bây giờ, có nghĩa rằng là bạn không bị phốt, bạn không bị người ta dìm, thì có nghĩa là bạn đã làm trong sạch. Thì coi thì hy vọng bạn sẽ giúp được cho nhiều người, mà bạn giúp cho được đất nước thì thực ra đi xuất khẩu lao động cũng là điều tốt thôi, nhưng mà đi qua có tiền đem về thì ok, còn đi qua mà quay về lại để lấy tiền bán nhà để trả nợ thì cái đó điều đó rất là tồi tệ. Nên là hy vọng bạn lô hội, bạn hội sẽ giúp được cho rất là nhiều người nhé. Cảm ơn Vũ nha. Mình nói bạn này, mình cũng là chủ doanh nghiệp, mình cũng là trong doanh nhân trẻ Việt Nam, thì cũng nghe 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 qua bạn livestream mà cũng đã biết. Thì cái câu chuyện thực ra là mình nói này, xuất khẩu lao động là bắt buộc phải qua công ty xuất khẩu lao động thì mới đưa các bạn đi được tìm đường cứu nước. Mà vì hai là đất nước Việt Nam mình còn đang rất nhiều cái khó khăn, nên là cái câu chuyện là cái nhu cầu của các bạn đi thì rất nhiều, nhưng ngược lại ấy, thì mình luôn luôn định hướng cho các bạn là khi các bạn đi châu Âu thì các bạn phải có, hay bất kỳ mà đi một cái đất nước nào các bạn lao động thì các bạn phải có tay nghề. Đấy, tay nghề các bạn phải tìm hiểu, và sang bên đấy thì cái gì nhu cầu, người ta nhu cầu cao và có tay nghề thì lương cao. Ví dụ mình hay đưa đi là các bạn thợ hàn ấy, thợ hàn từ 3G đến 6G, thì ví dụ như 6G thì lương của bạn rất cao, kể cả làm ở Đông Âu mà bạn có 6G là hơn 100 triệu là bình thường. Đấy, nhưng các bạn phổ thông thì chỉ được thế thôi. Ví dụ như các bạn mà xác định đi phổ thông nó chỉ được 30 40 triệu, hoặc là thấp hơn, nó tùy từng nước.
Nên cũng định hướng các bạn là trước khi các bạn đi con bỏ có thể bỏ tiền ra học một cái nghề. Mình bỏ ra mình mấy 20 triệu mình bỏ học một cái nghề thì sang đấy thì nó cũng xứng đáng để cái công sức các bạn đi. Chứ còn mình thì như ông Vũ nói thì tôi cũng làm lâu năm rồi. Đến bây giờ thì hầu như là khách người ta giới thiệu chứ cũng không, còn bây giờ là cái câu chuyện là cái gì cũng công nghệ, đâm ra là cũng phải lên trên đây để cập nhật thôi, chứ còn bình thường mình là khách người ta giới thiệu là chính. Ông sinh hoạt trong hội doanh nhân trẻ Việt Nam à? Mình là phó chủ tịch hội doanh nhân trẻ Ninh Bình và cũng Ninh Bình là trong cái đội bóng doanh nhân trẻ Việt Nam ấy là cũng được 6 năm rồi, 6 7 năm rồi. Như Em là thì Vũ ở Đà Nẵng à? Vũ ở Đà Nẵng à? không 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 Vũ ở Sài Gòn nhưng mà doanh nghiệp thì ở tại Sài Gòn luôn, nhà máy thì tại Long An. Mình tham gia hội doanh nhân trẻ tỉnh Long An rồi À. ba hội doanh nhân tại Sài Gòn nữa, nhưng mà khi mà mình qua đây đi về thì là mình cũng ít thời gian để sinh hoạt nên không có đăng những cái gì về hội doanh nhân cả. Đúng rồi. Nói chung là các bạn muốn biết về mình thì các bạn có thể lên trên mạng sạch, và mình là người đi làm rất là nhiều về cái vấn đề về doanh nhân, nhưng mà mình không có tham gia về cái mảng gọi là xuất khẩu lao động hay là tư vấn đi định cư gì hết. Mình sẽ tư vấn cho người ta là bằng những cái kiến thức của mình, những cái trải nghiệm của mình để mà cho người ta biết được, ví dụ như đi qua cái quy trình mà đi qua đây thì định cư thì có rất là nhiều dạng, thì mình biết được cái dạng nào thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn để làm hồ sơ rồi. Chứ còn mà mình không có giới thiệu cái công ty để mà đi làm hồ sơ hay là xuất khẩu lao động gì hết, tại vì người ta nói một câu rất là chuẩn là làm mai lãnh nợ mà, nên mình không có làm mấy cái việc đó. Mình lo mình làm cái sản phẩm bán hàng của mình. Vũ ở quận Tân Tân Bình đó xin ơi, nhưng mà Vũ đang ở tại Sài Gòn rồi. Quên, đang ở Canada rồi. Các bác phải xem ngoài công ty xuất khẩu lao động qua có công ty diện lao động cá nhân tự túc không. Rồi chị Jenny có ý kiến gì không chị ạ? Cái câu này bạn hỏi các bác xin lại các công ty xuất khẩu lao động còn có công ty diện lao động cá nhân tự túc hay không. Ok, mình trả lời là vẫn có, lý do là hiện tại thì xuất khẩu lao động đó, đối với những công ty xuất khẩu lao động, nếu mà công ty này mà ký được những cái đất hay là những cái công ty mà những đối tác ở nước ngoài ở các nước như là Úc nè, Canada nè, New Zealand nè, Mỹ thì họ vẫn là công ty các bạn là phải có luật sư nha, có luật sư, và hai nữa là ký kết một cái văn phòng luật sư di trú ở tại các nước đó. Thì khi mà các bạn làm bắt buộc phải có những giấy tờ hợp pháp đó để trình trình tại địa phương, mà mình không trình á thì mình tự làm á, thì sau này cái vấn đề gì xảy ra thì mình cũng sẽ bị vượt dài lệnh hạn. Mai mai gửi nhé. Mai anh gửi nhé. Cái gọi là công ty hơi đi sai luật cái thứ rồi, đó những công ty xuất khẩu thì nó có quy định rồi. Nhiều công ty xuất khẩu lao động họ không có được những cái đơn hàng đó, nhưng mà vẫn kết nối với, chẳng hạn giống như tôi đây, tôi vẫn kết nối được cho công ty xuất khẩu lao động, ký kết được với lại văn phòng di trú, tất cả những văn phòng di trú ở bên New Zealand. Ok. Mà chị Jenny vừa thời gian vừa qua chị đã giúp cho hai bạn trẻ sinh năm 2004, 2004 2006 gì đó, hai bạn thì từ từ một cái gì đi gọi là đi xuất khẩu lao động qua không có chuyện làm, mà gia đình họ phải đi vay 550 triệu để trả lãi, thì chị Jenny đã chuyển từ cái visa lao động và chuyển sang visa gọi là bóc lột thì của chính phủ New Zealand, là chị cái bạn đó đã có công ăn chuyện làm ở tại Canada, ở tại New Zealand. Sorry, mình cứ quên quen một cái miệng nói về Canada hoài. Chắc mai mốt phải qua New Zealand ở quá chị. Hả? Chắc mai mốt em qua New Zealand em ở để em biết có kiến thức rồi em về. Em ơi, xa lắm, em đi xa xa, có nhà, đất rộng lắm, không có Động hả? ngồi. Thấy cái micro của chị Jenny bị sao mà cái tiếng nó lúc lúc nó to, lúc nó nhỏ. Không hiểu sao nữa. Mạng thì vẫn Ok, vậy. xin Nguyễn.
Hậu Hiếp ơi, em làm học ngành điện tử mà làm tại Canada có diện kỹ sư không? Thì em Anh văn tốt là em đi xin đi du học ở bên này lên cái lớp thạc sĩ hoặc lên tiến sĩ nữa thì mới 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 gọi là cái bằng của em mới có tác dụng được. Còn nếu mà em không có tiếng Anh mà em không đi du học qua bên này thì cái bằng của Việt Nam mình không thể giải quyết được gì nhá. Nãy tại vì thấy anh Vũ có em bảo em coi cái bạn thần số học á, bạn ấy hỏi đâm ra là em cũng hơi hơi thấy là em đã bảo là nghe anh Vũ giải thích và tư vấn cho hiểu rõ đi, nên tiện thể lên đây là hôm nay, là mọi hôm thì em không có nói nhưng hôm nay em sẽ nói tên cái người mà môi giới của em ở ngoài Hà Nội ra, để cho những ai mà vô tình lướt qua cái livestream của anh em mình sẽ được biết, để người ta sẽ tránh ra. Bởi vì em đã được anh Vũ và chị Jenny xác minh cái tờ giấy đó là cái lờ mia của em là giả rồi, thì đương nhiên chị Jenny đã giúp đỡ em là gửi cái lờ mia đó lên hẳn bộ di trú của Canada, nhưng đang chờ người ta trả lời thôi. Chứ còn đã được hai anh và chị là xác định đó là lờ mia giả rồi thì em cũng sẵn sàng là công bố tên cái người môi giới đó để cho mọi người biết và tránh ra. Thứ nhất á, là em làm như vậy á, là nó sẽ ảnh hưởng tới em rất là nhiều. Cái thứ hai nữa rằng là em mới vừa làm video thì anh nghĩ rằng là nó sẽ chưa có uy tín, nên là em Dạ. tập hợp lại và em có thể làm xong em tát anh vào, thì lúc đó anh mới kết thơ mai lại cái của em, rồi xong sau đó anh sẽ đăng lên trên cái kênh của anh để giúp cho những người Việt Nam mình né ra. Tuy nhiên là phải cụ thể, nếu mà em phải xác nhận giùm cho anh cái đó là cái mà em cam kết, em khai đây là điều sự thật. Thực ra là em cũng có ý tốt, nhưng mà anh sợ rằng là người ta làm khó dễ em. Dạ vậy thì nếu mà như vậy, để khi nào mà chị Jenny có câu trả lời, có mail xác nhận của sở di trú thì em và chị Jenny sẽ nói chuyện với anh Vũ, và khi đó em sẽ lên video cụ thể. Chuẩn chuẩn chuẩn. Thế là như Dạ. vậy đó. Em chào chị, cũng hy vọng là sang tuần sẽ có cái thư phản hồi kết quả của hai cái lờ mi cái quốc mít của anh Huệ. Bởi vì cái quốc Dạ. mít của anh Huệ thì nhìn vô chính xác 100% là giả rồi. À, tiện đây em cũng xin phép chị Jenny và anh Vũ với cả tất cả mọi người, em cũng chia sẻ là tại vì là em khá là bức xúc. Thêm một phần nữa là trước kia em cũng đã từng đi xuất khẩu lao động rồi, chứ không phải là em chưa đi đâu bao giờ. Em đã làm việc khá là lâu ở bên Cyprus, tức là đảo Síp. Thì em có thể biết được cái quy cách làm visa sang đó như thế nào, bằng hình thức nào, hay là theo diện như thế nào. Thì vừa rồi khi trong cái quá trình mà em làm giấy tờ qua cái bạn môi giới này của em, thì qua cái vài cái cuộc đi ăn uống cùng với nhau thì em cũng có được gặp vài cái bạn nữa là đang có ý định là làm giấy tờ để sang bên đảo Síp lao động. Thì mấy người đó cũng thấy em là mới 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 ở bên đấy về thì cũng có xin số điện thoại của em để liên lạc á, để hỏi về cuộc sống và thu nhập các thứ ở bên đó như thế nào, thì em cũng có cho. Thì mới đây các bạn đó là có một bạn ở trong Sài Gòn và một bạn người Quảng Ninh, và một chị cũng là người Quảng Ninh nhưng chị đó thì khá nhiều tuổi rồi đấy. Thế còn thì cái bạn ở ngoài Quảng Ninh á, là bạn sinh năm 91, thì bạn mới gọi điện cho em, bạn ấy kể chuyện là bạn đấy mới đồng ý, tức là cái cô môi giới này có nói là có một chủ làm nail ở bên đảo Síp muốn tuyển 3 nhân viên sang để làm việc. Thế nhưng mà bây giờ là cả ba người đó đều chưa biết chưa chưa biết nghề, thì bảo ba người đó là đi học nghề đi, thì khi nào chủ test tay nghề ok họ sẽ tiến hành làm visa đó. Thì mới họ mới là đồng ý là ok họ sẽ đi học nghề. Thế đi học nghề là toàn bộ chi phí từ A đến Z là họ phải bỏ tiền túi ra. Thế nhưng mà bạn môi giới này đã thu của người ta 1.000 cọc và thu hộ chiếu của người ta, mà trong khi đó
sang bên Cyprus thì họ khi họ làm hồ sơ thì họ không cần phải hộ chiếu gốc, mà họ chỉ cần là scan qua hoặc kể cả chụp ảnh và clear là được thôi, chứ không cần phải gửi hộ chiếu gốc. Mà cô này cô đã thu 1.000 tiền cọc cộng với lại hộ chiếu của người ta. Và bây giờ đang trong quá trình học thì một nhỏ trong Sài Gòn và một nhỏ ngoài Quảng Ninh vì lý do một vài lý do cá nhân nào đó thì họ bảo là họ sẽ không học neo nữa và họ sẽ không đi nữa. Họ yêu cầu là trả lại hồ sơ và trả lại tiền cho họ. Thì cô này cô ấy đã không trả lại tiền, tức là ăn trắng 1.000 của người ta, là hai bạn là 2.000 luôn, và còn định làm gây khó khăn là không trả lại hộ chiếu cho hai cái bạn này. Thì hai cái bạn này mới đi tìm bạn bè để nhờ sự giúp đỡ. Thì cũng có bạn chỉ là nhắn tin cho cái bạn môi giới là nói là chị phải trả lại hộ chiếu cho em, bởi vì chị đang cầm hộ chiếu của em mà chị không muốn trả, tức là chị đang giữ giấy tờ trái phép của em. Nếu mà như vậy thì em sẽ báo công an ABC. Thì bắt đầu bạn môi giới này mới bảo ok đồng ý trả lại hộ chiếu, còn không trả lại tiền, mà trong khi đó là nói là phải công chứng dịch thuật rồi thì các kiểu lên là sẽ không có tiền trả lại 1.000 tiền cọc đó. Nhưng bản thân em đã ở đó về, em biết họ không cần, khi sang đảo Síp làm việc họ không cần phải công chứng dịch thuật gì, bởi vì bây giờ các bạn ấy mới đang trong quá trình học nghề thôi mà. Họ đã được chủ người ta nhận hay đã đồng ý ký kết hợp đồng gì đâu mà lại đi thu tiền của người ta như vậy và ăn trắng trợn, ăn một cách trắng trợn như vậy luôn. Ok rồi, thì nói chung rằng là đó là nghề mà của các bạn, mà các bạn cầm cái chóp bu rồi thì các bạn muốn nói gì nói, vẽ cái nào vẽ. Nhưng mà Vũ cũng chia sẻ tất cả mọi người đang xem ở đây thì mọi người cũng nên cẩn thận, phải làm cái gì, muốn ký hợp đồng hoặc là muốn đi nước ngoài thì phải ký cái hợp đồng cho nó chắc cái đã, mà trong cái hợp đồng là mình phải thêm những ý kiến của mình, những cái nội dung nào mà nó có lợi cho cả bản thân của mình là một, thứ hai nữa là lợi luôn cả đôi bên, nó cùng fair play. Đó, làm hợp tác mà các bạn không không có đưa những ý kiến của mình vào thì lại làm sao fair play được, nên là các bạn phải nên cẩn thận. Đặc biệt là Vũ nói ở đây, Vũ đang rất là nghĩ một điều rằng cho những người mà anh chị làm xuất khẩu lao động, họ là những người mà đang cầm cái đầu cán, hợp đồng tất cả mọi thứ cũng là cầm đầu cán hết, cho nên là các bạn khi mà làm với lại khách hàng thì nên phân tích cho người ta, tội nghiệp người ta lắm. Khi các bạn thấy được người ta qua bên này rồi mà người ta không có công ăn chuyện làm giống như mình cam kết, tại vì các bạn chỉ cần nghe thông tin thôi là ở bên Canada này á là có một cái công việc là làm cook, thôi ok các bạn ở bên đó chỉ nhận lương, nhận 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 cọc, rồi qua bên này nếu chủ bên này nó bẻ một cái, các bạn là người không phải là hỗ trợ được người ta được nữa, tại vì người ta qua đây là coi như mất mất gốc rồi. Thì cái bằng chứng cho mình, các bạn thấy nè, cách đây chừng khoảng một tháng, cái người mà đi lao động Blue Work Permit có nghĩa là nộp xin thường trú nhân khi đã ở Việt Nam rồi nhưng qua đây chủ vẫn đuổi là chuyện bình thường, và hiện tại bây giờ yêu cầu cái đại lý đó, cái agent đó nó gửi trả tiền lại cho mình để mà mình đi kiếm công việc khác, để mình approve, để mà nó xin cái nomination, xin cái JAL để mà xin lại thường trú nhân nộp ở tại Canada này. Nhưng mà cái người agent bên nó không nắm được phần của cái người chủ bên này, cho nên bây giờ không trả tiền lại cho cái bạn bên này. Có nghĩa rằng là các bạn hiểu nè, là cái mối quan hệ giữa các bạn đối với cái đầu cuối ở bên này là người chủ không có tốt, không có một cái gọi là thân thiện, không có một cái chút gì mà chắc chắn hết, cho nên chính vì vậy có một cái điều gì khi bên đây nó bẻ một cái là các bạn bên kia ấu âu âu hết, là lệ thuộc vào luật sư, lệ thuộc vào cái đầu bên này, nên chính vì vậy các bạn nên nếu mà làm môi giới các bạn nên có cái mối quan hệ thực sự là chất lượng, nếu không có chất lượng, không có niềm tin thì các bạn đừng nên hợp tác, làm như vậy họ tội nghiệp cho người đi lao động lắm nha. Vũ đây Vũ chia sẻ rất là thật tình và câu chuyện có thật. Cái bạn HK Việt Nam á, mới nãy giờ bạn có comment 2 3 lần nhưng mà mình cũng nói mong bạn hiểu, thấy không? Bạn nên tư vấn cho người ta đầu đuôi, thì đầu chi tiết đó như thế nào và qua bên này nó sẽ ra sao, bảng lương họ như thế nào, chi phí ăn nhỏ ra sao, nếu họ đồng ý họ đi làm thì các bạn phải kêu họ ký vào,
Các bạn có một cái tình trạng gọi là các bạn không đưa ra những cái chi tiết hơn nữa, như là ăn ở ra sao, tổng thu nhập như thế nào, mà các bạn môi giới hầu như nói rằng là bên đây thu nhập 19-20 đồng. Nhưng ngược lại các bạn không nói rằng là cái chi phí ăn ở ra sao, qua bên này 2 năm lại có lấy được tiền vốn hay không. Cái đó các bạn không nói. Đúng chưa? Đây là tôi đang nói sự thật chứ tôi không có phải gì dựng câu chuyện lên để mà để nói xấu các bạn. Nhưng các bạn chi nói đi, cứ nói với họ đi. Tổng thu là 19 đồng trên một giờ, một ngày là được 162 đồng. Trừ đi thuế tất cả các thứ còn lại trăm ba mấy đồng. Chi phí nó như thế này nè, các bạn có cần hay không? Có thấy muốn có đi hay không thì lúc đó, hay là các bạn nói ra sự thật thì lao động từ từ ở tại Việt Nam không muốn đi nữa. Đó là cái mà các bạn nên nên tư vấn cho người lao động thực ra ở đây với tư thực cách ra là mình một ngắt người. mình ngắt lời Vũ tí. Vấn đề nó có hai vấn đề. Những cái người mà ví dụ như mà làm trực tiếp như bản thân mình ấy thì hầu như là nó hai vấn đề nhá. Một là ví dụ như là các bạn mà đã có người nhà ấy, người thân đấy mà xác định mà chỉ cần sang bên đấy, ví dụ như sang Cộng hòa Séc ạ hoặc sang Slo, thì hầu như là người ta không cần phải, người ta biết rồi, không cần phải hỏi những việc đấy, và chỉ cần sang đấy, vì sang đấy người ta cơ cấu giấy tờ và người ta chuyển đổi, người ta không nhất thiết là phải làm trong cái nhà máy đấy. Đấy, nó có hai vấn đề là như thế. Một là vấn đề như thế, còn thứ hai ấy, là những cái bạn mà nghề nào ấy thôi, những cái bạn mà nhân viên ví dụ như ở địa phương hoặc là môi giới thì các bạn lại có khi không hiểu sâu đâu, không hiểu sâu về ví dụ Canada, không hiểu sâu về cái đơn hàng này, không hiểu sâu về Cộng hòa Séc, không hiểu sâu về Slo. Nhưng mà các bạn cứ nói thật hay để cho mà lao động đến với các bạn. Tôi chỉ ví dụ như thôi, tôi lên live stream thì rất nhiều các bạn hỏi về châu Âu, ví dụ như hỏi Ba Lan, thì mình nói thẳng luôn là tôi không nhận. Vì sao? Vì cái lịch quay số và đại sứ quán ấy là nó rất là lâu, các bạn có thể chờ hàng năm rồi cũng không thể có lịch vào phỏng vấn được. Nhưng mà ngược lại thì nhiều bạn là quảng cáo rất Lô bịch, là tào lao, là cứ bảo là quảng cáo rất visa là lô nhanh bịch. visa thẳng thì các kiểu. Đúng rồi, Đúng rồi, đúng rồi. đấy nó là Ừ. cái câu chuyện như thế. Đó là cái câu chuyện cho nên tôi Mình bảo là nói với tất cả mọi người như này nè, khi các bạn đi thì các bạn phải nên kiếm được cái doanh nghiệp, cũng giống như các bạn phải hỏi thật luôn đi. Người ta tư vấn cho các bạn là rất là xui, nhưng bây giờ các bạn hỏi ngược lại thì họ để xem họ trả lời như thế nào thì các bạn mới có được cái thông tin, các cái dữ kiện để mà đi. Chứ còn mình đã là gọi là thật sự ra các bạn môi giới không phải là xấu, nhưng mà các bạn có thể là dựng lên một cái câu chuyện, các bạn nắm cái người có một chút 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 ý kiến rồi xong các bạn đi tư vấn, cái đó là cái điều không thể. Và ở Việt Nam mình thì không phải là tư vấn có license, không phải có bằng cấp. À, bên này ví dụ giống như các bạn đi bán xe thôi, các bạn cũng phải có license đó. Cho nên chính vì vậy, Dũng mong rằng là các anh chị em làm môi giới hay là những người mà làm định cư cần phải có những chuyển tải những cái thông tin chính xác cho người lao động, cho người đi theo cái diện định cư nha. Chọn ra khám sức khỏe du học thì tỷ lệ vi cao không chú ơi. Cháu đi ở nước Canada hả? Tại vì Canada hiện tại bây giờ đang siết rất là chặt về cái vấn đề là đi đi lao động. Đó, đi 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 du học, cho nên là em cháu phải cẩn thận nhé. Hello anh. Chào tất cả mọi người. Bây giờ để mình đây, mời anh Hùng Thư. Anh Hùng Thư ơi. HK HK Việt Nam chắc là biết mình à. Hello, Vũ, Hello lâu anh Hùng Thư. Em khỏe, sáng ra là làm cốc cà phê nè anh trai. Xin chào rồi. tất cả mọi người ở đây. Chào mọi người ở đây. Hello, Anh chào Hùng tất cả Thư. nha. Dạ, em giới thiệu anh Hùng Thư một chút xíu, là một người mà follow kênh của Vũ từ đầu đến đuôi tới bây giờ và cực kỳ ghét cái bà Hải Phương chăm sóc da, quảng cáo rất là Ôi, chặt sự ấy, thật. ấy, ấy, bậy, 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 chị của anh sắp À qua này. quên. Chị Em xin lỗi, idol của anh sắp qua. em xin lỗi anh. Vũ. Đâu phải mà một mình anh Hùng Thư ghét là Hải Phương đâu. Chị cũng đã từng bị bà Hải Phương này cứ khiêu chị vào lúc nửa đêm không à. Dạ, thì bây giờ Trời ơi, là idol anh sắp qua rồi nha, mấy người nói gì buồn lắm nha. Anh ra phi trường anh đón luôn đó nha, kế nhà anh mà. cái nhà luôn thì giới thiệu với mọi người anh Hùng Thư ở tại Canada và anh đang sống ở Toronto. Rất là chân thành, nghĩa rằng là cũng muốn anh nói một tiếng nói cho những anh chị em đang xem live của Vũ,
cũng giống như rằng là những anh chị em đang ở tại Việt Nam làm môi giới cũng như anh chị em là muốn đi qua bên này, thì anh chia sẻ một phần những cái gì mà anh đã trải nghiệm qua mười mấy 20 năm anh đang ở tại Canada đi, giúp em đi anh Hùng Thư. À, thì nói chung là anh ở ngay trong cái khu North York này, anh ở 30 mấy năm nay rồi, thì nó không có một cái công ty nào mà để tuyển người ở chân á. Nhưng mà thấy như qua anh thấy bà đó bà đăng lên thì anh thấy nó bực, thấy không, tại sao người mình mà đi đi gạt người mình, anh bực. Cho nên anh mới có không có mới mới, mới nhờ Vũ á, là phản biện giùm cái vấn đề mà ở đây cái chuyện nó không có, thấy không. Ở Toronto này, bởi vì anh về Việt Nam cũng mấy lần thì anh cũng có liên lạc bà đâu dám trả lời điện thoại anh đâu. Rồi 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 anh hỏi gì chứ công ty đó đâu, địa chỉ đâu, bà đâu dám cho đâu, tại vì cái khu nó gió nó có một thúm mà. Giống như là anh nắm hết trơn đường nào gành hết trơn. Thì bà không gửi Vũ nhớ không, Vũ phải đâu ở cái địa chỉ, bà là cái địa chỉ. Đó là cái địa chỉ ở downtown, tức là trung tâm downtown chứ không Đúng phải là rồi. North York. North York đi tới downtown đó là khoảng 15 phút nữa. Thấy không? Mà cái Mọi building đó là cái building bỏ trống. mọi người có hiểu là cái từ downtown ở tại bên này người ta dùng cái từ có nghĩa là gì không ạ? Nếu mà tại vì cái từ downtown là người ta nói giống như một cái thành phố ở trung tâm gọi là downtown, giống như thành phố Hồ Chí Minh thì trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh thì không ai hiểu đâu, nhưng mà trung tâm thành phố Hồ Chí Minh phải hiểu đó là quận nhất, quận một ấy gọi Ừ, là đúng rồi, downtown. đúng Dạ rồi. dạ 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 Đó, cho rồi nên đó là bữa Vũ Vũ đưa cái địa chỉ, Vũ phải đeo địa chỉ. Cái đó là một cái building thôi, nhưng mà không ai chưa đó mua ấy. Cho nên anh thấy anh mắc cười quá. Mỗi lần bả ra cái video là anh mà tại sao bả không tại vì block bà thương chị ruột của anh, của ổng mà, của bả mà, anh ruột của bả mà. ha? Mà anh vô anh khịa bả hoài cho bả không block đó. Vũ Vũ cảnh báo cái thêm cái Úc ấy Vũ. Úc thì mình không có kiến thức, mình không có thể cảnh báo được Không không, bạn. chỉ cảnh báo đơn giản này thôi, vì là mình cũng rất nhiều bạn gọi điện thoại hỏi về cái Úc nhưng mà đã bị lừa. Nhưng mà cái tình trạng mà quảng cáo trên mạng ấy, ví dụ như là cho nợ 80% mới đi hết mấy chục triệu ấy, Không à. thì là cảnh báo bạn Vũ, bạn cứ cảnh báo đơn giản thôi là bắt buộc phải có tiếng Anh. Đấy, dân mình là bị hay bị lừa cái kiểu đấy, đi rẻ rồi cho nợ. Là tôi lần nào livestream mọi người cũng hỏi mà tôi đều cảnh báo là thế. Là các bạn phải có tiếng Anh. Vì không có cái chuyện đi được hết mấy chục triệu với nợ 80% đâu, như thế là bị lừa đấy. Bây giờ Đều cảnh báo thì khổ. anh họ nói thì mình cũng xin nói như thế này. Nói chung á, người Việt Nam mình á thì rất là muốn đi các nước đó, nước Úc. Nước Úc là cái thu nhập nó rất là cao, nhưng mà Vâng, đúng ạ. những cái tay lừa đảo này nó xối vào cái tâm lý là cho nợ bật 80%, nhưng mà chắc hay Đúng không rồi. phải là một Dạ. cái gì nó bắt cóc đánh một khoản cọc, Chính xác. là cái khoản cọc đó Em. mọi người có lấy lại được hay không. Khi nó kéo dài thời gian một vài tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng mà chưa đi được, vậy thì có lấy lại được cái khoản cọc đó hay không. Mà được, nếu mà số lượng người mà đóng cọc nó nhiều thì nó ôm nó giống như mảnh Ocean vậy đó. Và chị à, em đã hỏi người ta, em bảo thế là lừa như thế nào, thì người ta cũng tả lại cái câu chuyện là bị lừa, có những người lừa 200 triệu mà chỉ trong có một ngày thôi, một ngày. Xong em hỏi thế tại sao anh nghĩ nó đơn giản thế nhỉ. Thứ nhất là anh không lên văn phòng, anh điện thoại thì điện thoại vu vơ, anh đi chuyển khoản qua 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 online thì em không hiểu anh. Mà em phân tích lại với anh là thứ nhất vì anh đấy cũng hơn 50 tuổi mà, thứ nhất em nói anh đi Úc lương rất là cao, mà đã lương cao thì không có chuyện ngon bổ rẻ đâu. Anh nghĩ lại lấy đâu ra mà nợ 80% mới lại đi mấy chục triệu. Thế bắt đầu cụ ấy tỉnh ra bảo đời đấy, không hiểu sao anh một ngày anh chuyển đúng 200 triệu luôn cho người ta. Là mình cũng hay cảnh báo là cái việc đấy, phân tích cho cái việc là lại là lương đã cao thì không có chuyện đi rẻ được, Mà điều đây kiện cần mà đủ. tôi cũng sẵn đây thì giờ chị xin phép Vũ chị cũng nói luôn, những anh em nào mà trên mạng mà mình theo dõi thì tôi cũng nói luôn. Vừa rồi thì không nhớ hình như là ngày mấy, là Thủ tướng Phạm Minh Chính đó, Thủ tướng có đi sang Úc để ký kết một cái ước, thì trong cái phần đó thì sẽ có được một cái tin vui là sẽ có 1.000 1.000 sẽ
đậu xanh là một ngàn đúng không? nhưng mà mọi người phải nên nhớ rằng ở chương trình này chỉ có chính phủ Việt Nam làm việc thôi, chứ không có vấn đề công ty xuất khẩu lao động nào làm. Cho nên đó, vừa Thủ tướng chưa có về nước Việt Nam là đã có nhiều cái thông tin đang sử dụng làm Đã ăn tiền rồi. Tuyển dụng cho nên mọi 4.0 người cẩn thận nha. đã tuyển rồi đến mệt. Nhưng mà cái em có hiểu qua cái đơn đơn 1.000 lao động Úc ấy, lao động nông nghiệp ấy, thì cơ bản nhưng mà nó lại cũng bắt buộc điều kiện cần và đủ, tức là phải có kinh nghiệm về cái nghề đấy ít nhất là 3 năm Không phải có đấy. Mà Bộ Lao động thì cũng chưa có một cái gì rõ ràng về cái chủ trương, thì các bạn đã tuyển rồi, các bạn tuyển ồ ạt rồi đến mệt. sau cái chuyến đi Úc thì tựa Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ghé qua sang New Zealand. À, vừa rồi thì họ cũng đã cam kết cũng có ký kết giống như vậy, nhưng mà thật sự ra thì cái vấn đề đó thì, thời gian sau á, thì mình sẽ xem coi như thế nào, chứ bây giờ chưa có chính thức bất kể một cái gì. Mọi người dành cái mic để cho anh Hùng Thư ảnh chia sẻ về cuộc sống ở tại Canada, về cái bảng lương, về cái lương, rồi về các cái chi tiết công việc, rồi các cái gọi là cái mức sinh hoạt ở tại Canada này, để cho những anh chị em ngoài môi giới ra rồi còn có những anh chị em là bên cái người muốn đi qua bên Canada. Em Thì mời anh Hùng Thư nha. ok, thì mấy bạn muốn hỏi vấn đề gì thì mình trả lời vấn đề đó thôi. Tại nói chung là anh qua đây là lúc anh mới có 14 tuổi thôi, bây giờ là anh 52 tuổi rồi à, cho nên vấn đề ở đây thì anh rất là gần à. Anh sống ở tiểu bang Ontario này là cũng là từ khi anh qua đây tới giờ luôn à. Đường đi nước bước là biết hết rồi. Nói chung là cái gì là ấy thì anh cũng nói chung nó gành thì không gành, nhưng mà không dám dẫn tên, nhưng mà nói chung là cái gì anh cũng cũng hiểu. Em thấy không, luật pháp ra lúc nào là anh cũng chuyển cho em hết trơn, những cái Đúng tin rồi. tức mới ở đây ra là anh biết hết, cho nên là anh cũng hay có quan tâm vấn đề đó. Còn cuộc sống ở đây thì nói chung là tùy lương á, là bây giờ bên tiểu bang anh á là lương là minimum á, tức là lương ít nhất á là 17 đồng rưỡi một giờ. Thì theo khi cái bà Tảo Phương á, bà quảng cáo, bà cao quảng cáo tới 23 24 đồng một giờ, thì chắc cái đó là không có đâu. Qua đây mà nhà cửa mà anh làm cái công ty của anh hiện là công ty sản xuất phụ tùng xe, coi như là đứng nhất nhì của Canada này, mà công ty nó gọi là không cấp dưỡng nhà cửa cho công nhân ở nữa, Vậy là mà thấy anh bà chưa liên quảng hệ chị, anh chưa liên hệ chị Phương. cáo nó cấp nhà cửa gì anh sợ quá. Anh nghe nói thật sự nghe anh mình với người Việt với nhau mà tại sao phải lường gạt nhau, ai cũng muốn đi làm có tiền hết chứ đâu ai muốn ở không đâu, nhưng mà dùng những cái chiêu mà để quảng cáo nó quá đáng, làm cho cái lòng mê người mình, nói chung ai cũng vậy, như anh cũng vậy thôi, nghe nói sao mà dễ ăn quá vậy đó không, nhưng mà thực tế không có chuyện gì dễ chăng, ở xứ này không có gì mà cho không hết trơn, Đúng rồi. cái gì cũng phải đánh một cái giá của nó để giữ lại thôi, để lấy lại thôi, chứ không có gì mà cho không. Ngay cả những cái gì mà người Tây ở đây quảng cáo cho phi cho không chứ thật sự không có cho là cho không. Thấy không, nó có cái gì nó đi kèm với nó mà mình phải hiểu. Cũng giống như những cái quảng cáo bên đây em thấy không, ngay cả Tây luôn á, Đúng rồi. nó nói cho này cho kia, nhưng mà ở dưới đó em phải đọc cái, nó có một lần chữ nhỏ mày phải mua bao nhiêu tiền mới được cho, còn mình nó để cái bảng bự tổ bự nè là tao cho mày không, nhưng mà ở dưới ngay cả trên mạng luôn, ngay ở dưới nó có một cái chữ nó kêu là tiếng Anh nó kêu là subtitle, tức là bao nhiêu cái đi theo để nó ghi nhỏ ở dưới là mày phải xài 100 đồng hay là 50 đồng tao mới cho mày cái đó, còn không là tao không có cho. Còn nhưng mà khi quảng cáo á, nó quảng cáo một cái bảng rất là bự là cho không, cho nên ai cũng nhập nhập vô đó hết trơn. Cho nên đó là một cái đòn mà nó cũng là quảng cáo, nhưng mà người ta giàu gì á, người ta quảng cáo người ta cũng là thiệt tình, người ta để đó tại mình không biết tiếng Anh thì mình không đọc được thôi, đúng không? Còn người Việt mình là nghe cứ nói là cứ mấy người môi giới cứ vô là quảng cáo là bất chấp á, thì quảng cáo là bất chấp á, cho nên cũng tội mấy người Việt ở Việt Nam mình nghe vậy ai mà không sướng. Trời ơi,
Nếu mà có nhà cửa anh có điều kiện ngon hơn mấy người ở Việt Nam, tại sao hỏi bà không trả lời, đúng không? Đúng rồi, Hỏi công ty đúng đâu rồi. để anh lên anh đăng ký sao bà không trả lời? Nếu mà điều kiện anh tính ra anh đó cũng là một công nhân, anh biết những người trẻ còn còn điều kiện ngon hơn mấy người Việt Nam nữa, mà tại Dạ. sao mình người ở đây nó không chọn? Nói chung là tiểu bang bây giờ, tiểu bang ông Ohio này thất nghiệp rất là nhiều, đúng không? Cái Dạ. lượng thất nghiệp rất là nhiều. Bà quảng cáo cái câu là anh nghe là anh thấy người, tại vì mấy người đó không chịu làm. Tại sao không chịu làm? Tại không có việc làm người ta mới không làm. Việc làm trả không đáng người ta mới không làm, chứ nếu mà việc làm trả ai mà đáng cái sức của mình, ai mà không làm. Bà có một cái câu này nữa mà em thấy bà mắc cười thiệt. Người ta ở trong cái, đặc biệt là cái anh Minh Nguyễn á, anh Hùng Thư, ảnh ở tới 30 mấy gần 40 năm rồi, ảnh nói mà bà vô bà phản bác một câu là anh ở Canada chắc gì anh đã biết hết Canada. Đúng đúng không, bà nói câu đó với anh Đó luôn. hay Bà nói đó. nè, bà nói với anh như câu này, bà nói là Phương ở thành phố chứ chưa chắc thì Phương dành hết thành phố, tại em không đi. Anh trả lời là tại bà không đi ra ngoài, Đúng tại trong rồi. ngõ làm sao bà biết hết ở ngoài. Còn người Đúng ta rồi. ở đó người ta đi ra ngoài người ta biết, còn bà ở trong nhà bà cứ quảng cáo kiểu này làm sao mà bà biết, hiểu Đúng không? rồi. Rồi anh nói là anh nhắn tin riêng nha, anh thấy message riêng bà lóc anh, bà phó xóa luôn trên mạng, bà xóa Rồi. những câu đó luôn. Anh nói Đúng rồi. bà hỏi gì chứ anh có biết thành phố bà, ở Toronto bà lớn không? Thôi đừng có hỏi anh câu đó, em phải hỏi em ở biết Toronto bà lớn không, ở North York bà lớn không. Anh ở đây bao nhiêu năm mà anh không biết? Anh có biết Rồi. bao nhiêu công ty? Cái vấn đề công ty á anh nắm trong bàn tay luôn, công ty mà tuyển dụng ở đây nó đều Đúng đăng rồi. lên báo, nó đều chọn ra ngoài, chứ không phải là chỉ cái công ty ma nó không có chọn ra ngoài thôi thì anh không biết thôi, chứ những cái công ty mà nó chọn công nhân là anh đều biết cả. Ở bên này á mọi người, người ta tuyển dụng á, người ta có những cái website người ta lên người ta tuyển dụng thôi, chứ không có phải rằng là nó đăng đại trà giống như bên Việt Nam mình, nên là mọi người có nên cẩn trọng nha. Hello, mời em hai nắm luôn được không? Mời em Hải hai nắm nắm, hai Hải nắm. nắm thì nó vui quá trời vậy đó. Bữa nay hôm gà thất nghiệp mà, nó thất nghiệp mà em. Chắc là có công ăn chuyện làm rồi hay sao giờ Dạ hôm mới không, đăng hai bữa hai gà giờ nó like mà, bữa nó like mới bán bong bóng, nó cười chết màu chọc nó hoài. nay về hai thấy nó khác bông bóng rồi Dũng ơi. Anh Hùng Thư hôm nào về Hà Nội em mời bia nhá. Ôi có dịp anh đi mà, nhất định. À, anh về Việt Nam hoài à, tại vì Dạ cả ông anh Vũ nói cho nữa. em nghe, Vâng, anh anh em có cứ vợ về Việt Hà Nội Nam, thì cứ về Hà Nội em mời anh có vợ Việt bia. Nam, anh đang rảnh vợ Việt Nam qua. Anh Nhưng Hùng tại Thư mới sao anh không mời? anh Hùng Thư mới lấy vợ người Kiên Giang, ở dưới Kiên Giang, anh mới về cách đây khoảng mấy ngày ạ, 20 tháng 7 anh qua lại, 10 tháng 3 gì còn ngày qua 10 lại tháng rồi. 3 anh qua qua lại rồi. Vũ, bạn bè anh em ở Hà Nội nhiều lắm Hội ơi, ra là ngồi bia ở Hoàng Hoa Thám hoặc là mấy quán ở phố cổ nhiều lắm. Nhưng mà Không chỉ không anh nói là lần sau anh về anh đi ra Hà Nội, mà lần này anh về anh đi chơi lắm. Vũ thấy anh đi chơi không, quá trời luôn, đi chơi tứ phương rồi đó. Chị Jenny ơi. Cái đội ông Vũ ạ, cái đội Đà Nẵng thì tôi chơi nhiều, doanh nhân trẻ Đà Nẵng, Long An thì chắc mấy người, ít hơn, ít giao lưu hơn. Jenny Nguyễn ở đâu? Jenny Nguyễn ở Canada mà ở đâu? Người Canada nhiều hơn. Chị Jenny lớn tuổi lắm anh Hùng Thư, chị Jenny năm nay ngoài 62 số 3 Dạ, rồi. chị trên này ở, chị trên này ở ở Canada đó, tiểu bang nào chị? Chị ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị ở tiểu bang quận 3. Ủa mà sao để trên này Canada vậy? Tại vì là cái No, no, hồi no, no. Sorry, chị Jenny ở có con bé ở dưới này cũng Nó Jenny trên kia. này ở dưới kìa, trên này ở dưới kìa, không phải chị trên này. Jenny này 27 rồi mà ở tại Toronto luôn đó anh Hùng Thư. Mấy anh em ở Hùng nhờ cái kênh này mà kết nối nhiều mấy người bữa mấy quá. bữa mấy bữa em like á, em mời anh vô đó, Là anh chị. đâu có vô được đâu, nói chuyện với vợ anh, giờ này vợ nó ngủ rồi. Chết rồi. Vậy là bây giờ là trốn vợ đi chơi đúng không? Có đâu, thì giờ này là giờ phê, giờ ngủ mà mình đừng nói chuyện có gì đâu. Ồ Kitchener kìa. anh để anh nói cho nghe, anh nói cho mấy người nghe nè, bảo lãnh gia đình bây giờ, bảo lãnh vợ nó cũng không rất là dễ đâu nha, khó, rất là khó nha. Bảo lãnh anh đang học hồ sơ quá rất là khó, mà bây giờ ngày xưa Mấy tháng mới đón được anh?
À, thường á bây giờ là chính phủ cho mà cao nhất là 9 tháng. Ừ, nhưng mà hồ sơ nó chấp nhận trong vòng 2 tháng là mình biết rồi. Mà bây giờ chính phủ Canada nó kêu là điền ở trên mạng không có vũ. Rồi À, xong mọi á. người, à, mới nãy chị anh Hồng Thư em nói luôn, nhắc lại để cho mọi người ngồi để mà nghe ha. Tại vì là mới nãy có người hỏi em á, là cái diện bảo lãnh vợ chồng nó như thế nào, thì thực ra là bây giờ là may mắn cái là anh Hùng Thư đang làm hồ sơ bảo lãnh vợ từ Việt Nam qua, thì bây giờ quy trình như thế nào thì anh Hùng Thư chia sẻ giùm cho em cái. Quy trình đó, thứ nhất là mình có cần ba ba cái điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất là mình phải về Việt Nam mình làm giấy hôn thú. Mà khi mà người nước ngoài nha, mà về Việt Nam làm giấy hôn thú á, thì theo mình á, thì nên xin giấy độc thân tại Canada đi, để Đúng rồi. mình xây được cái thời gian á, mình giữ được cái thời gian mình về mình làm giấy tờ ở Việt Nam, hiểu không? Tức là mình xin giấy độc thân ở bên Canada trước khi mình về Việt Nam, và đồng thời sau đó mình về địa phương mình nộp vô trong cái địa phương mình có ủy ban cho có tỉnh mình á, ở nơi mình ở đó, thì trong vòng 2 tuần là mình sẽ có giấy hôn thú rồi, người ta sẽ mời mình lên làm lễ tuyên thệ. Trước khi làm lễ làm cấp giấy hôn thú thì bạn phải đi đi vào một cái bệnh viện tâm thần của tỉnh, là người ta nhờ người ta xét nghiệm nhà bệnh viện tâm thần giữa hai người trước khi làm giấy hôn thú. Là Đó là bệnh bước viện ở thứ bên nhất. này hả anh? Bệnh viện bên này Hả, hả anh? Bệnh cái viện bên gì? này hả? No, bệnh viện ở Việt Nam á, ở nơi mình Ồ. ở, cái nơi mà À. vợ hoặc chồng ở đó thì mình làm đó. À. Thì khi bệnh viện nó cấp cho cái giấy mà không có bệnh tâm thần thì mình lấy cái giấy đó cộng với cái đơn mình lên điền là xin kết hôn á, thì ủy ban nó mới mới duyệt, còn nếu không Ồ. thì nó sẽ không duyệt, tại Vậy mình là không anh có phải cái đó. anh kỳ này phải về lại Việt Nam. Nó anh xong hết rồi, À anh xong rồi anh hả? làm xong hết rồi, bây giờ anh qua đây anh mới nộp giấy tờ đây mà, anh nộp giấy tờ là qua đây anh nộp từ A đến Z rồi. Rồi thứ hai nữa, đó là điều kiện thứ nhất nha. Điều kiện thứ hai là mình phải, bây giờ Vũ biết không, mình phải kể cho chính phủ nghe, mình phải đánh máy, mình phải kể nghe mình làm sao mình quen được cô đó hoặc anh đó ở Việt Nam, và lần đầu tiên mình gặp cô đó và anh đó như thế nào, không ngày xưa đó. Rồi bắt buộc mình phải 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 upload lên 20 tấm hình, là trong trong 20 tấm hình đó là 10 tấm hình là đám cưới, 10 tấm hình là đi chơi, không? Mỗi tấm hình là mỗi mỗi địa điểm khác nhau mình đi. À, đó là chính phủ buộc buộc nhà. Xong đó chính phủ sẽ gửi cho em một cái giấy, nó phải gửi, nó bắt mình một phải phải có bạn bè, là một cái đơn với cái thơ gì đó là tôi là Vũ và tôi biết anh Hùng với Hùng Thư đang hai người đã quen nhau cưới nhau, em phải ký nữa. À, thêm cái giấy đó nữa, là tức là bạn bè xác nhận là cái chuyện tình hôn thú nó xảy ra như vậy gì đó, hai người kết hôn là như vậy, em là người biết, em là người chứng kiến, ví dụ vậy đó. À, rồi rồi nó nhiều lắm, hồ sơ nó em đúng rồi, hồ sơ bây giờ có khi là 4 tháng, có khi là 2 tháng, mà cao nhất là 9 tháng. Đi hay không đi rồi quyết định 9 tháng. Chính phủ Canada gai lại. Còn hồ sơ thường thường có đi 2-3 tháng là đi rồi, 3-4 tháng là đi rồi. Tại vì nếu mình hợp đủ, thứ hai nữa mình đủ cái điều kiện để nó ghi trong cái giấy đó thì nó sẽ không phỏng vấn, hiểu hiểu không? Còn nhưng mà nếu mà không đủ điều kiện nó bắt hồ Vũ lên phỏng vấn. Nó nói mà, nó phải nè, mình trả lời những câu hỏi nó hợp lý, bấm nút lì khám sức khỏe, cấp visa. Còn không nó hỏi, nó không trả lời những câu hỏi nào nó bắt lên, nó sẽ phỏng vấn. Vậy là chứng tỏ là là bây giờ mà nếu mà làm giả đồ là rất là khó đúng không? Làm giả rất là khó, bây giờ làm giả rất là khó. Tại vì Vũ biết không, mấy người mà làm giả đó thì nhờ nhờ luật sư điền giùm để có nó khớp nhau, nhưng mà hỏi em phải học thuộc. Em phải Đúng học rồi. thuộc cái bài đó. Còn em không học thuộc là vô là 10 cái là gắt hết. À, tại vì bây giờ nó không phải là nhiều đâu. Đấy, mọi người mọi người chia sẻ nhận được cái sự chia sẻ của anh Hùng Thư, ảnh là người quốc tịch Canada, đã sống ở tại Canada vài chục năm rồi, phải gọi từ vài chục năm. Thì ảnh đã về vừa rồi đây, anh về trước Tết đúng không hay là sau Tết nhỉ?
về trước đó à, mùng 2 Tết à. À, mùng 2 Tết đó mọi Nhưng mà người anh về đó ra. trước, ba anh trước đó anh về 2 lần rồi, mà anh cưới vợ tháng 10 năm ngoái. Tết này anh về chơi thôi, về nên làm Tết này anh Đó về rồi, làm đó với ông thúi là thôi. anh chia sẻ rất là kinh nghiệm và anh đã trải qua được, thì mọi người những cái như vậy rất là quý. Người thật việc thật là ở đây đó mọi người, cho nên là mọi người Em mọi người trên đây mà cần biết gì về bảo lãnh vợ chồng á thì cứ 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 nhắn tin mình, inbox mình để mình giải thích cho. Thì mình cũng không có giỏi gì, mình qua khả năng mình đã làm qua thì mình biết kinh nghiệm. À, mà bây giờ nha, bây giờ có một cái luật mới nữa, Canada có một luật mới, tức là vợ lãnh chồng trong thời gian vợ lãnh chồng giấy tờ của mình hơi lâu thì mình được mời vợ hoặc chồng từ Việt Nam qua Canada chơi. Rồi À, đi theo cái diện visa du lịch hay là sao anh? đi theo diện là du lịch thăm chồng hoặc vợ. Nhưng mà với điều kiện này rất là dễ dàng, là không đòi hỏi tài chính gì cả. Ở bên Việt không đòi hỏi là em phải có tài chính chứng minh em sẽ dễ dàng, không có. Nhưng với điều kiện nếu mà vợ hoặc chồng trong thời gian mà bảo lãnh á, thì trong hồ sơ của mình khi mà một người vợ hoặc người chồng bên đây mời người Việt Nam thì nhớ ghi vào một cái hồ sơ mà mình nộp để lãnh vợ hoặc chồng ra cái số đó. Thì lúc chính phủ nhận á, à, cái anh này nè hoặc cái cô này lãnh vợ hoặc chồng ở Việt Nam nhưng mà đợi lâu quá, bây giờ anh này hoặc chị này cho muốn cho người thân Việt Nam qua thăm thì trong vòng 1 tháng là cấp giấy visa liền. Ok. Đó, rồi mà kinh nghiệm rất là quý báu cho mọi người. Đây dù là những người anh chị toàn là người thật việc thật không. Nên rằng là mọi người chia sẻ những cái kiến thức của anh chị ở trên đây để cùng Ai cái xã hội nó tốt hơn nhé. ghi em bảo lãnh trong Canada gì? Cái bạn này bạn trên đó, ở trên bạn có nói một câu là mới nãy là bạn cũng đã được bảo lãnh theo cái diện đi kết hôn đó anh. Em Em có bảo lãnh. đi AWA diện bảo lãnh hồ sơ xét Dạ, 4 tháng. Đúng rồi xong. đúng rồi, nếu mà điều kiện em ấy thì có 4 tháng năm thì nó nói là trong vòng cao nhất là 9 tháng, phải không? Đó là được lãnh qua thôi, mà có thể là nhanh hơn tùy theo. Nhưng mà em có thể vấn đề là người ta khi người ta làm giấy mà đủ điều kiện thì mình không có cần phỏng vấn nữa. Hôm sau Vũ sẽ mời một người anh Thanh Cao á, ảnh sẽ là người ở ở Úc 43 năm, ảnh sẽ chia sẻ về những cái vấn đề về 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 Úc cho mọi người, về xuất khẩu lao động, về định cư như thế nào. Thì ở đây là rất may là có anh Hùng Thư, rồi ở ở Úc thì sẽ có anh Thanh Cao, mình sẽ mời những người như vậy nha mọi người. Rất là quý, tại vì á là để được kết nối được những anh chị mà người thật việc thật ở bên này nó khó lắm. Không phải đơn giản là khi mà mình rảnh đó thì họ lại đi làm à, nên là anh chị nếu mà có cứ theo dõi kênh của mình hoặc là theo dõi kênh của anh Hùng Thư, anh Hùng Thư thì làm chơi chứ anh không có post viết gì ai hết á, mọi người theo dõi đi để là ví dụ như Vũ có livestream thì mọi người vào đó mọi người xem À, còn cái nè, quên xin lỗi Vũ nha. À, bảo lãnh đó, trong giấy tờ nó hỏi nè, à, hai người sẽ quen nhau có công bố trên mạng không? Có đó là quan trọng nhất, là Facebook hoặc là một cái xã hội nào có đăng lên hai người hay không. À, nó bắt buộc phải có, tại vì nó sợ là gạt đó Vũ. Bắt buộc phải có, à, không có là không được. Trên mạng xã hội mình có đưa hai người đó lên hay không, hai giờ hai người có công bố với mọi người là hai người gì vậy không, chứ không nếu không có là nó sẽ gạt ra đó. Đó, đó, mọi người phải có những kiến thức như vậy đó. Anh chia sẻ, anh đã trải qua rồi đó. Mới trải qua chắc chắc có mấy ngày cho mấy anh À, thấy. đừng tần ơi. Nếu theo quy trình thì chắc cũng hết năm nay chị qua chưa? À, nó nói là nó, theo 2 tháng sau, trong vòng 2 tháng là anh sẽ biết ngày qua đó. Ồ, rồi vậy đi. Mừng, chúc Hồ mừng anh. sơ thì hy vọng vậy. Anh Chứ nè, còn nè, có như thế này nữa, tại vì khi anh lãnh vợ, anh vợ anh có con riêng đúng không? Đây cái vấn đề con riêng, cái vấn đề con riêng rất là quan trọng nha mọi người. Mọi người thí dụ lãnh một người nào mà có con riêng rất là quan trọng, thì cái người chồng bên hoặc người vợ bên Việt Nam á, phải ký một cái tờ giấy là tôi cho con tôi tên gì gì đó đi theo vợ hoặc chồng tôi đi bảo lãnh theo ông chồng kia thì mới được đi, còn không là không bao giờ đi. Thứ hai nữa, ở bên Canada này nó có một cái form, tức là nó có một cái lá đơn, lá thư là bắt buộc người chồng phải ký luôn nha, người chồng cũng phải ký luôn nha,
Tại cái lá đơn nó rất là quan trọng đối với chính phủ Canada, là tại vì nó sợ là mình buôn bán trẻ con đó, cho nên nó buộc cái người vợ hoặc chồng bên Việt Nam phải ký vô lá đơn nó mới chịu. Vậy là coi như là nếu mà chị có con riêng là anh được bảo lãnh được đi hết. Đúng rồi, Mà đúng với rồi, cơ ví dụ như quá 22 tuổi có được không anh? vẫn được, nhưng mà với điều kiện tụi nó còn đi học, còn đi học. Đi học, phải đi học, phải đi học, phải chứng minh là tụi nó còn nằm trong diện đang học. Còn mà nếu mà không đang học thì không có ấy nữa. Ok anh, rồi, kiến thức quá hay. Hùng Đấy, mọi đó người thấy tuyệt giờ vời chưa? làm chứng minh tài chính không. Đúng rồi, khi mình lãnh vợ thì nói chung là không có cần chứng minh tài chính nhiều, mình chỉ cần là mình có việc làm là ok rồi, việc làm mình là ok rồi, chứ không có cần chứng minh tài chính. Ủa anh nhớ trong trường hợp như này có đúng không anh? Em thì em nghe những người mà không bảo lãnh được á, tại vì có những người ở bên đây cũng đi qua một mình, có chồng mà, hoặc là có một mình vợ, nói rằng là ví dụ giống như anh đang vay tiền, hoặc là công việc của anh đang hay là anh đang mua nhà đi, muốn mua trả góp nhà hoặc là mua trả góp xe đi, thì nó có ảnh hưởng gì không? Không, không ảnh hưởng nè. Nó Cái hả? những người đã nói vũ nghe, những người mà lãnh gia đình qua không được, thứ nhất là ngày xưa những người đó đã từng lãnh hoặc cố sai cho cái người Việt Nam qua bên đây. Rồi. Nhưng những người qua đây, những người mình lãnh qua đó ăn welfare, ăn tiền xã hội, thì chính Quét phủ phe anh biết. sẽ mark vô cái điểm của người đó xấu, là sẽ không cho người đó lãnh thêm người nữa. Rồi Nhưng anh mà hiểu chính rồi. phủ không nói câu đó Vũ, chính phủ nói là mày không đủ điều kiện, chứ chính phủ không giải thích như thế nào. Hiểu không? Bởi vì những người mà thứ hai nữa là những người có tiền án tiền sự nguy hiểm, người ta sẽ không, nhất là ví dụ như là đánh trẻ con trẻ em hay là bạo lực, thì chính phủ sẽ không cho qua. Nếu trong hồ sơ của bên đây nó có nắm được đó thì những người đó hơi mệt. Còn vấn đề thiếu tiền thì ai, nói chung Vũ biết mà, ở Canada này không ai không thiếu nợ. Đúng rồi. Không ai không thiếu nợ, ngay cả anh có nhà có cửa như này anh gì anh vẫn thiếu nợ, anh mua xe anh vẫn thiếu nợ mà, anh Đúng đâu có rồi, cần phải trả tiền mặt, đúng không? đúng rồi. Đấy, cho nên anh không phải là ở bên đây nghe, mọi người nói cho nghe, mình không thiếu nợ là mình không có lịch sử tốt. Đúng phải rồi. thiếu nợ Đúng rồi, đúng phải rồi. thiếu nợ mới có lịch sử tốt, thì nhà băng nó mới tin mình thiếu nợ, nhưng mình trả chứ mình không có giật. Nhưng mà mình phải thiếu nợ, tại vì thiếu nợ làm chi, để cho chính cho nhà băng hoặc chính phủ biết, thằng này nó có thiếu nợ mà nó trả ra trả vô, trả ra trả vô, thì uy tín mình trả đúng giờ đúng ngày đúng tháng thì cái uy tín mình càng lên càng cao. Cái điểm mà để mà cái mỗi người nó có một cái điểm, mà cái điểm cao nhất là 900 điểm. Cái điểm đó gọi là cái điểm credit đó mọi Đúng người, rồi, đúng rồi, có cái nghĩa điểm rằng credit, là mình cái mọi điểm mọi uy người tín. đi mua mua nhà nè, rồi lãi suất cũng được giảm nè, đi mua xe cũng vậy nè, nên tất Phải điểm cả mọi cao, phải điểm cao, dẫu phải dưới trên 600 700 trở lên thì mua nhà mua nhà mua xe mua lãi suất nó rất là thấp. Còn dưới cái điểm hiện tại giờ 600 trở em mới xuống, có 600 mấy, gần 700 anh ạ. 600 trở xuống là cái loại mà nó kêu nó xếp hạng là 50 50, có thể là không trả, không có khả năng trả nổi đó, cho nên nó không cho. Lao động work permit Đang thì mà sao bảo lãnh được vợ chồng con cái qua được? Không được đâu bạn ơi. Nha, không có được. cho mình hỏi, vợ đang bị đi làm permit, có bà lãnh chồng qua được không Vũ? Cái vấn đề đó thì anh không biết nha. Tại vì ngày lúc trước á, cái lực nó cho Vũ, hôm nay nó không cho Vũ. Đúng Hôm rồi, nay nó không có mới đổi nói được lực, đâu. nó mới đổi lực mà hôm nay nó không không cho. Hôm trước á thì nó cho, hôm gần nó tức là cho chồng qua rồi có thể là ấy được, nhưng mà hôm nay nó không cho, nó mới đổi hồi tháng 1 năm 2024. Thế mọi người đừng có nghe những cái gọi là đi lao động mà qua đây coi mang cả vợ cả con rồi qua đây được hưởng các cái chế độ của Canada. Canada nó đâu phải là một cái đất nước mà đâu phải đem tiền nó quăng ra cửa sổ đâu mọi người. Đúng Ví dụ rồi. như các bạn qua đây các bạn có đi làm thì con của bạn mặc nhiên là được được nó nuôi. Nuôi ở đây không phải là nó cho cơm ăn mà là nó đưa bạn đi học rồi nó chở lấy xe bus, nó chở con bạn đi học thế thôi. Còn nếu mà nó quy định là dài, sorry nhảy mũi. Nếu mà cái chiều dài từ nhà của bạn mà tới cái trường mà ngắn hơn một cây số 6, không biết là trên anh là như thế nào nhưng mà bên chỗ em á, là ngắn hơn một cây số 6 á, thì là bạn tự pick up con bạn đi, Đúng còn rồi, đúng nếu rồi, đúng dài rồi. hơn Ở đây cũng vậy đúng thôi. không anh? Đúng rồi.
Còn ở trên 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 trên, trên mạng á, các bạn cứ hiểu rằng là qua đây á, là con nít rồi các bạn đi lao động phổ thông rồi lao động của bên Mỹ là qua đây có được cho ăn học không? Có đâu, các bạn đóng góp cho chính phủ thì chính phủ mới trả lại cho các bạn. Nó là gọi là cái sự gọi là điều khiển cái sự công bằng cho những con người đang sống và phục vụ cho đất nước, chứ không phải rằng là các bạn qua là các bạn được hỗ trợ gì đâu nha. Để Hai skill đúng rồi, hai skill á, nhưng mà bạn phải lại là người phải xin được thường trú nhân. Bạn trong quá trình làm hồ sơ làm xin thường trú nhân thì bạn được đi và bạn được đi theo cả gia đình. Cái diện của bạn á, là cái dạng gọi là tay nghề cao và gọi là express entry đó, có nghĩa là đề cử của tỉnh bang. Ví dụ như Saskatchewan này là SIB là đề cử của tỉnh bang Saskatchewan. Còn ví dụ như Alberta thì IEB, đó nó là như vậy. Thì các bạn phải hiểu được giùm như vậy là lao động work permit và lao động high skill nó lại hai cái nó khác nhau Hai hoàn khác toàn, nhau, đúng rồi, hai cái khác nhau. hai cái nó khác nhau, cho nên là các bạn Tại vì phải cái định. lao động là thường bình thường là lao động bình thường, high skill là những người ví dụ như có bằng cấp, kỹ sư hay là thầy giáo hay là y tá gì đó. Nhưng mà bây giờ nghe, chính phủ Canada rất là mở cho những người mà đi lao động mà high skill giống như là y tá rồi đó, có cơ hội lắm á. Chính phủ của Canada bây giờ học hỏi nhiều đó. Mọi người mà đừng có nhầm lẫn hai cái đó ha, nhầm lẫn hai cái đó là nó khác biệt nhiều lắm, mà kể cả cái đầu vào của họ hai cái đó cũng khác nhau. Entry thì nó đòi hỏi 4.5 thôi anh à, Đúng rồi, anh Bình. 4.5 trở lên và 4.5 nữa. Sáu là thuộc diện du học hoặc Trời là ơi, nhà đầu tư nói chuyện mà sẽ đi theo chính 6 sách chấm anh nói thật cái Vũ. Vũ ơi, mấy người nói là 6 chấm tiếng Anh ở Việt Nam. Anh mà đưa 6 chấm lên nói thật, anh qua đây mấy chục năm, anh từng học high school xong, học college xong mà giờ đưa anh 6 chấm anh gớt á, anh bảo đảm anh gớt luôn đó em. Chứ đừng có nói là ở này bên Việt nè. không lẽ giờ anh đang nói tiếng Anh bằng tiếng bồi, Hả? Đâu có đâu, nhưng mà tiếng điểm bồi cái là anh là sao tiếng bồi là sao? nghĩa là nói tiếng có đúng ngữ pháp không á, nó có đúng ngữ pháp Không không không? không thì đúng ngữ pháp, nhưng mà ý anh nói á, cái đi vô mà đi vô thi mà 6 chấm là anh gớt á, anh bảo đảm Sao luôn á. Tại vì 6 chấm nặng lắm em, mạnh lắm em, không có dễ đâu. vậy? 6 chấm ai đó giống như bây giờ những người mà qua đây mấy chục năm nay đi làm hay là có đi học á, bây giờ muốn xin quốc tịch đó là phải có 4 chấm, phải không? 4 chấm tiếng Anh. Còn không á là đợi tới 55 tuổi tự động automatic vô luôn, là không Vào cần đi luôn. thi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho nên á, nói chung là anh cũng gành vấn đề đó. Anh thì anh vô lâu rồi, anh sợ anh vô năm 91, 9 không, Anh là có quốc 93. tịch năm 91 luôn đúng không? 93, 93. 93 Kêu quá tốt tuyệt vời rồi. Đấy Cũng thì hôm đó Vũ biết không, anh đi thi mà đi thi giùm cho ta luôn đó Vũ. trời chứ ai mà khai trên này Không mà mà nói nó thiệt, thật sự không, thật sự mình nói thật thôi, mình người thật mà, anh cứ ngồi chung nhau á, ngồi chung nhau á. có thể anh nghe nhầm đó, anh Eros, tại vì đó là đi theo cái diện SOV là anh sẽ thành là co-founder hoặc là founder một cái business ở bên này á, thì anh phải yêu cầu tiếng Anh là 6 chấm. Còn ví dụ như anh đi theo dạng high skill giống như các bạn kia nói á, thì anh không cần mấy tiếng Anh 6 chấm, 4.5 là đủ rồi. Người ta phải chọn chứ em, tập 2, tập 3 người ta phải chọn chứ, Jenny này. À, anh hùng này cưới vợ đẹp quá trời. Đó, tới bây giờ là 11:30 bên Việt Nam rồi mà vẫn có nhiều người ngồi lắng nghe ha. Thì đây là cũng có những người anh hùng, có những anh chị là làm bên xuất khẩu lao động, có những anh chị làm định cư, có những anh chị là người mong muốn được đi. Đấy, đó là cái kênh của mình ấy, cũng may mắn là được có nhiều người người ta xem anh. Và hiện tại bây giờ nhìn lại số follow, nhìn nhìn giảm anh thì anh 20.000 rồi anh, mới ngày 24 tháng 11 em đưa bà Hải Phương lên, giờ tự nhiên theo cũng lượng theo dõi cũng tăng hay thiệt. Anh nói chung là anh thấy những gì mà bất bình đó là anh kiểu mà mình sống có kiểu mà có lương tâm chút, em hiểu không? Thà là không thấy không, nhưng mà thấy rồi mình phải Đúng nói, chứ không nói không được, đúng để giúp mọi người chứ không phải là mình có lợi ích gì đâu. Như mình lợi ích gì đó, như anh lợi đúng ích gì, rồi anh là một người bình thường thôi, nhưng mà anh thấy những gì nó chói mắt, nó ấy. Thà là anh không thấy nhưng mà thấy anh phải nói. cũng chia sẻ với tất cả mọi người như thế này là
Mọi người có thấy là Tú Châu Âu là bữa nay là không lên video nữa đúng không? Nhưng mà bạn ấy đã nhận ra cái điều sai và đã nhắn tin cho Vũ rằng là em đã làm những video từ trước giờ đã thấy sai. Cho nên là mọi người, Vũ đã chia sẻ với bạn ấy là em nên tư vấn một cách khéo léo hơn và em đừng có các cái video các bạn đáp lại với mình á, thực sự là bạn đem cái tôi của bạn ra bạn làm việc với mình thì bạn sai hoàn toàn rồi. Cái thứ hai nữa là bạn tự tự đá đổ chén cơm của bạn ấy. Cho nên là mình cũng nói với bạn ấy là nên tìm hiểu lại cho thật kỹ và bây giờ bạn ấy sẽ không bao giờ làm những video về cái kiểu giống như mấy lần trước nữa. Giống Nên là như mọi người cũng giống như con Trang á Vũ, con Trang bữa nó lên á, anh cũng coi anh cũng bực, nó nói về em này nó anh tức không, bởi em mới nói với anh nó trời ơi tại sao mà nói gì đâu mà nói anh em tôi dữ gì trời anh em tôi làm Trang á, thì nó một đứa con gái mà nó nói như thế đó thì thực ra nó bị đuối lý rồi anh ạ. À, tất cả những người hiện tại đã làm thật á, mình không có dám sờ tay vào họ đâu, nhưng mà họ đang làm ảo sai với những cái gì đang em đang chứng kiến bên này, thì cho nên rằng là mọi người phải nên tỉnh táo, mọi người phải nên có những cái chứng kiến thì mọi người mới. Em còn nói với lại thằng thằng Tú đó mọi người, em nói với thằng Tú ở đây, em nói thật sự với có anh Hùng với những người lớn đang ngồi đây nhé, em nói thật sự với anh, em gọi cho anh Tú em nói là Tú ơi mày cần gì á mày cứ mua thuê cái gì làm visa đi, bay qua Canada, anh dành đúng một tháng anh chở cho mày đi xung quanh Canada này, kết nối được với những người mà thật sự là họ là chủ để mày về mày làm cái công ty của mày, chứ mày làm cái kiểu mà mày nói tá lả sà ngầu mày không biết cái gì hết. Trời rồi thế thì nó nói là giờ em chưa đi được rồi này. Đấy, mọi người thấy không, có nghĩa rằng là các bạn làm môi giới, các bạn làm định cư mà các bạn còn chưa biết những cái kiến thức như vậy thì tại sao rồi là các bạn đi tư vấn người ta sai một cái đường đi, sai một cái gì đó một cái rồi là nó khó, nó khổ cho người ta lắm. Nên là em cũng khuyên tất cả anh chị em làm định cư thì có những cái cuộc hội thảo với những người mà ở tại Canada, những cái người mà có cái bằng mà được cấp tư vấn của chính phủ Canada, thì những người đó nó mới nói lên được tiếng nói và nó mang cái tính chất là độ tin tưởng nhiều hơn. Chứ còn mà khi các bạn làm những cái kiểu rằng là lấy bên này một chút, lấy bên kia một chút, lấy này ráp lại chút, cuối cùng lại là các bạn tự là người chết hết. Chứ còn như bản thân Vũ, Vũ chỉ là người chứng kiến thôi, Vũ đâu có mất gì đâu, mà cũng không có liên quan tới cái nghề của các anh chị luôn. Nên là anh chị phải nên hãy nên là có những cái trải nghiệm ở bên này, hoặc là những cái suy nghĩ, những cái mà chứng kiến của bên này để anh chị tư vấn cho người ta. Tại vì cái sản phẩm của anh chị đưa ra đó là sản phẩm vô hình, chứ không phải giống như cái ly nè, hay là một cái điện thoại này, các bạn cầm lên các bạn ngửi được, nghe được, mùi được, thấy được đó, thì các bạn xuống tiền. Còn ở đây không thấy gì hết, mà các bạn chứng minh được cái uy tín của các bạn cho khách hàng thì lúc đó các bạn mới lại là người thành công. Chứ còn khi mà các bạn làm mà các bạn cứ nói rằng là đúng rồi đi 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 qua bển này để lương này lương kia nọ này kia kia nọ đầy đủ rất hấp dẫn, nhưng khi qua đây người ta ối trời ơi, người ta quay lại ta chửi, thậm chí là quay lại ta còn đào mồ cuốc mã mình nữa, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên rằng là mọi người đã làm về định cư di trú thì kín kín lại một chút xíu. Cái thứ hai nữa làm những cái việc mà có thực ở tại Canada này để giúp cho cái người Việt Nam mình cái kinh tế phát triển lên, các bạn gửi tiền về cho Việt Nam là phát triển GDP cho người Việt Nam rồi đó, phát triển luôn cả cái thu nhập cho những người Việt Nam rồi đó, rồi lấy cái tiền đó họ đầu tư, họ mở quán, họ đồ này nọ kiểu mọi người. Thực ra mình chính phủ Việt Nam mình vẫn có được cái nguồn gọi là kiều hối gửi về Việt Nam đó, để mà giúp cho gia đình, đầu tiên là giúp cho gia đình chứ đừng nói giúp cho chính phủ, rồi xong sau đó là từ cái lượng kiều hối đó về những người dân người ta có được thì cuộc sống người ta có cải thiện đó. Nên rằng là đi lao động, xuất khẩu lao động, đi định cư hay là đi theo diện đoàn tụ gì đó cũng giúp cho đất nước, thì cái điều đây là ai cũng mong muốn. Nhưng mà các bạn khi đã bán cái dịch vụ của mình thì phải uy tín, gắn liền với cái uy tín của mình vào trong cái dịch vụ đó. Ví dụ chia sẻ với tất cả những anh chị nào đang làm di trú, kể cả như chị Jenny thì em không dám múa rìu qua mắt thợ chị, nhưng mà em nghĩ một điều rằng những cái chia sẻ của em đây là những cái chia sẻ mà do em chứng kiến, do em đang gọi là em thấy có hơi bức xúc về cái vấn đề là những người làm quá tào lao. Nên là mọi người hãy lắng nghe những cái gì, tại sao cái kênh của mình là mình kêu những người anh chị em ở tại Canada, những người tại Úc, đó là những cái mà thực sự ra Vũ đâu có là đâu có kinh đâu có Vũ đâu có là lợi lợi ích gì về gì đâu,
hay là mọi người ở tại Úc cũng đâu có lợi ích gì đâu, mà họ muốn giúp đỡ cộng đồng. Ủa ăn trễ gì trên này, ăn trưa hả? Mà giờ này mấy giờ mà ăn trưa? Trời, giờ này 12 giờ rồi, 12 rưỡi rồi. Bên tô bây giờ đang 12 rưỡi rồi. 12 rưỡi. Ok, tốt, bye bye. Trên này ở kitchen à, ở kitchen anh ở, tôi ở North York mà cái đâu xa đâu. Chạy là 45 phút à. 45 phút hả anh? 45 phút à. Ồ, cũng xa nhà, 45 phút mà tính ra gần cả trăm cây à. Ờ, cả trăm, bảy mấy cây á, từ ở kitchen anh biết mà. Còn vấn đề mà mấy người mà ở đây, nhiều người ta qua lâu đó Vũ, người ta không có gặp Việt Nam bây giờ, còn mình về đi đi về về Việt Nam mà mình biết Việt Nam bây giờ phát triển không thể tưởng tượng, không thể tưởng đúng tượng. Đúng anh. Anh đi Phú Quốc, em thấy anh đi Phú Quốc đúng không? À, anh thì gần nhà mà, kế bên nhà mà đi ra anh tàu. Anh thấy anh không ngờ Phú Quốc không ngờ đúng không? Không ngờ đúng quê rồi. Anh luôn, ngay cả quê luôn, nó phát triển một cái là nói chung là Việt Nam mình cái gì cũng có, không chỉ không có tiền mà bay. Cho nên nhiều khi những người người ta, anh thấy có những người mà bên đây mà giống như ông gì mà bên Mỹ đưa tiền khoe, mẹ thử mày về Việt Nam coi, tiền mày không ra đám ôn vậy. Ngay cả anh này Vũ, anh nhiều khi đi vô trong cái bar trên, anh ngồi uống với bạn, mấy thằng bạn anh uống hả? Chiếc chai rượu mà Exo nó uống là 4-5 chai. Ở bên đây có mình nào uống là 4-5 chai không? Làm gì có anh. Anh nói thật luôn. Đó là chứng mắt anh nè. Anh đi ba chơi với nó nè. Nó nói mày chơi đi. Mình nghĩ ô thằng này ô 4-5 chai. Một chai là 200 mấy 300 đồng bên đây. Mà 300 đồng bên Tôn Tô này nó 100, 300, 200 mấy. Mà vô nó ước 5 chai tỉnh bơ. Đấy. Đó bình thường anh à, bình thường một ngày đúng, bên, rất là bình thường, nó nói bình thường. Nhưng mà đối với thằng cha bên Mỹ á, bên Mỹ mình chả nổ á, em thấy không? Ổ tiền, ba tờ tiền có bao nhiêu vậy? Mà bài đặt Việt Nam tiền, làm rồi bạn ơi, bạn chưa có về Việt Nam, bạn ơi, bạn về đi Việt Nam, bạn biết. Anh về tại Việt Nam mấy lần, tại vì anh biết sao, họ không có những cái đi về lại Việt Nam liên tục, hoặc là em nói thật sự có nhiều người, có nhiều người không được về Việt luôn á. Bây có giờ, nhiều người chửi Việt Nam này kia kia nọ, xong rồi họ về họ chơi họ cảm thấy sẽ mắc cỡ đó anh. Mắc cỡ luôn á. Chứ thậm chí ra em nói thẳng với anh á, bây giờ á, ngay cái tiền mà anh về anh xem người Việt Nam á, cách đây anh về chừng khoảng cỡ năm 2010 thôi, và bây giờ năm 2024 nha, 14 năm, anh xem cái lượng xe hơi người ta đi anh cũng biết rồi. Nhọc hệt. Nhọc luôn mà, từ nhọc siêu luôn. Xe cho tới xe sang rồi tới xe cỏ, nhọc xe hệt. Gì cũng có. Xe hết. Gì cũng có hết. Siêu xe cũng có, xe gì cũng có. Dạ. Rồi còn ở bên, ở bên Canada này á, ngay thành phố của em, anh, Saskatoon là to lắm, cũng to chứ không phải giờ là lãi đâu. Nhưng mà em nói anh á, ăn được con tôm Alaska khó bà cố luôn. Em phải chạy lên Edmonton hoặc lên Calgary á, mới có. Đó, cái thứ hai nữa là ở tại Việt Nam á, muốn ăn được một cái đồ ăn ngon á, mình chỉ cần ngồi mình coi review của quán, review gọi lại là đem tới luôn. Nó đem tới tận tận răng luôn. Đúng rồi. Rồi cho nó 50 ngàn, 20 ngàn gì đó là xong phải rè đi. Buổi sáng anh ăn có. Sáng chỉ có 100 ngàn tin không? Ăn là đúng rồi là, anh. Đúng là rồi. Ấy cà phê luôn, đem tới nhà luôn 100 ngàn à. Trăm chưa tới ngàn 80 là 100 ngàn là anh ăn cũng ngon rồi đó. Còn ví dụ anh đi bộ ra ngoài quán, ở ngoài trước đường đó là ăn 30 ngàn. Không, ý anh nói anh ở nhà gọi shipper đem lại đó. Ly cà phê luôn nha, ăn sáng ra luôn à. Muốn ăn em xếp đến cho. Thôi Jenny ơi, thôi lo đi học đi làm đi. Ở bên đây à, nhà nồi nhà ai nấy lo à, chứ không có ấy đâu. Mọi người ở tại Việt Nam á, cứ nghĩ rằng là ở Việt Nam bây giờ rằng là nghèo lắm, khổ lắm, rồi đi xin xỏ này kia. Thực tế ra không phải đâu, Vũ không có nịnh hót gì bên Việt Nam hết. Vũ là người ở tại Việt Nam, rồi Vũ cứ đi qua đi về, công việc cũng hàng ngày làm với Việt Nam mà. Nên là mình phải rất là biết nhiều cái chứng kiến. Nên là mọi người đừng có nghĩ rằng là Việt Nam bèo. Mọi người thật sự ra mọi người cầm một xấp đô về Việt Nam gì, không là cái gì hết á. Người Việt Nam, bạn của Vũ, bạn của em nè, anh Hùng Thư, bạn em là cái những cũng em cũng có những cái top bạn là toàn là đi BMW không? Tại vì em là trong cái hội viên của người đó và em cũng chơi xe BMW tại Việt Nam. Em nói thẳng sự với anh á, anh cũng hỏi có BMW Việt Nam luôn mà, bên đây luôn á. Dạ. Anh biết sao, khi mà mở cái bóp của nó ra là thứ nhất là cái bóp LV hoặc là bóp cái gì ta? LV với cái gì hãng, mấy cái hãng, mấy cái club đó anh chị, à, mấy club. Gucci. À, Gucci đó. Em nói với anh á hả, khi mở ra trong vỏ của nó toàn đô. Đúng rồi. Đó, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại anh, thực sự ra là đó là đối với thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên anh mà về khu vực miền Bắc, Hà Giang rồi Cao Bằng, Lạng Sơn rồi đó,
cũng có nhiều người gia đình, có những cái gia đình mà thu nhập một ngày có mấy chục ngàn thôi. Cái đó có, cái đó em xác nhận có. Tuy nhiên rằng là mọi người cũng nên hình dung ra như thế này nè, ở thành phố lớn và người ta có kiến thức, người ta có được cái bằng cấp thì người ta đi làm có tiền nhiều. Và may mắn họ là bây giờ cái thời buổi bây giờ là đất chật người đông mà, thì họ bán đất ở dưới quê, họ thành ra họ thành một đại gia. Em nói thẳng với anh luôn nha, ngay nhà máy của em ở tại Thủ Thừa, Long An á, có cái ông kia, ông mang cái quần đùi á anh, mà nó săn lên, nói chung là cái quần đùi mà nó, anh hình dung cái bánh tráng á, cái bánh tráng sao là cái quần đùi y chang như vậy luôn. Anh có hiểu cái quần đùi đó không? Mình xếp ngang hả? Không, nó nhăn á, có kiểu là em đang ví dụ là người nó bị nhăn á. Mà em hỏi ổng á là chú ơi, cho hỏi là chú ở đây bao nhiêu năm rồi, chú nói là chú ở đây 20 năm rồi. Và chú đất cát ở đây chú như thế nào? Chú nói đây, từ đầu này tới đầu kia nè, chiều dài mặt tiền quốc lộ anh là một cây số 2. Hỏi bây giờ cái tiền này, cái đất này á, là chú có nhiều người trả chú là 120 tỷ. Mà cái quần tà lỗn mang ốm nhôm ốm nhách là 120 tỷ. Em nói sao chú không bán, chú hưởng thụ, chú bán cũng được. Nhưng mà bây giờ là hả, con chú nó không biết làm ăn, con chú cũng chỉ là nông dân thôi, giờ bán thì tụi nó xài hết cái tiền của chú thôi, chú cho nó đất để nó làm ăn, nó làm ruộng anh à. Thực ra nhiều người Việt Nam bây giờ là có nhiều giàu lắm, còn những người ở trên người miền núi chơi đi đẹp dữ lắm, miền Tây chơi không thích. Em nói thật sự ra em chỉ được có thích cái rằng là về miền Tây là cái tính của người miền Tây rất là thật tình và chơi rất là ok. Nhưng mà miền Tây em nói thật sự với anh á, em nói mà em về Cà Mau, em nói thiệt sự với anh, em đi một lần em sợ luôn, mũi nó cắn em mà thôi rồi luôn, mũi nó cắn em mà nó giống như con ruồi với anh, mũi là như ruồi ban ngày đó. Thì Cà Mau thì mũi nhiều mà, Cà Mau thôi. Còn em về bạn em ở dưới Cai Lậy, Tiền Giang rồi Bình Minh, Vĩnh Long rồi đó, tùm lum Cần Thơ rồi, nói chung em cũng vẫn thích. Không rồi, anh đi hết miền Tây luôn á, anh đi từ thành phố đi hết miền Tây, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, anh đi hai nguyên một ấy luôn, đi chùa đi mà đi nhé, đi chùa không em, anh đi mấy chùa đó ở miền Tây. Có chùa nào đi hết chùa đó, anh biết được chùa nào anh đi tới chùa đó. Ở đây cày muốn chết còn không đủ. đúng rồi để phải là vũ 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 anh nói nghe, hồi lúc anh 22 tuổi anh quất ba chóp ví dụ, lúc anh 20 tuổi. Anh 20 tuổi lúc anh đi ra ngoài ở đó, đó là sáng nè, sáng bắt đầu là từ 8 giờ sáng nha, anh làm tiệm súp quầy, tiệm bánh mì á, 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều mà anh về nhà, anh tắm rửa xong cái 5 giờ rưỡi là anh đi lại tiệm pizza anh làm. Pizza. Anh làm tức... hay là làm hay no là no, no làm bánh á, làm bánh ở trong á, làm khúc á, 5 giờ anh làm tới 1 giờ. Ok. 1 giờ là anh về anh ngủ nha. 1 giờ xong về nhà tắm rửa. 1 giờ sáng á. 1 giờ sáng. 12 giờ đi, cho 12 giờ đi. 1 giờ tùy theo ngày là 12 giờ đêm anh về. Anh về anh ngủ xong bắt đầu anh khoảng 2 giờ anh thức dậy. Anh đi bỏ báo. Ui mộ Phật. Cái thời điểm đó đúng là đọc báo giấy, đúng rồi. Bây đúng giờ rồi. Vẫn còn báo giấy đúng rồi anh. Vẫn còn, bây giờ vẫn còn. Tức em có tin là anh làm cái chớp báo là 20 năm không? Bỏ báo. Ừ. Là anh bỏ báo 20 năm đó. Anh ngồi xe thôi, anh đi anh dục cái nhà người ta, anh chạy anh dục. Đúng, em có chứng kiến là người ta đi tới người ta dục vô giống như phải cuộc vô bị nha. Tức là tức là 3 giờ sáng anh thức dậy, anh đi bỏ báo tới 5 giờ anh về. Tới 2 tiếng thôi. Nói chung cái thời xưa, cái thời mà năm anh 20 tuổi đó, bỏ báo nhiều tiền lắm, tiền mặt không mà Vũ, nhiều tiền lắm nha. Tức là bây giờ anh mới giàu đó. Tức là một nhà là anh được một tờ, là anh được là một tờ anh bỏ gì là gần 1 đồng. Mà vui như vậy là Vũ, em làm cái cuối năm cái người ta, mấy người Tây á, nó cho tiền thiếp, em tiền bo đó. Trời ơi, lần 5-6 ngàn luôn Vũ, tin không? Ít nhất của anh á là 2 ngàn đồng, còn cao nhất anh là 4 ngàn đồng á. Tức là qua bên đây là cày dữ lắm. Cho nên á, cuộc sống anh từng cày qua, cho nên anh gành lắm, nói về Canada rồi thôi nhiều thì anh mới nhiều hết 100%, chứ còn như khoảng như 80% anh biết cuộc sống Canada này không có dễ dàng như mà mọi người nghĩ đâu. Đó là ba chớp á, mà anh làm ba chớp mà anh làm 3 năm liên tiếp luôn á Vũ. Wow, sức đâu mà chịu nổi. Thì bởi sau này mới bỏ cái chớp buổi sáng, là cái chớp mà đi làm bánh mì đó. Nguyễn Hạnh ở
ở Cai Lậy hả? Nguyễn Hành ở Cai Lậy, bạn của mình là bí thư của huyện Cai Lậy. Bạn ở bên chồng của bạn học mình ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì là bí thư của huyện Cai Lậy. Thì bí thư huyện Cai Lậy thì mọi người có thể search tên là gì biết liền. Mọi người ở bên Việt Nam cũng ráng lắng nghe dữ ha, chủ nhật con Nghĩ Hạnh quê Cai Lậy hả? nó nghỉ không á, còn chủ nhật còn không được nghỉ. À còn không được nghỉ nè. Tại do em ham tiền quá, em À, mấy với tiền bà. thôi, anh vẫn làm Em mê từ tiền thứ hai đến thứ quá. Em phải liên hệ chị Hải Phương. Người ta xây nhà cho em ở, à người ta phát cơm cho em ăn, tại do em đúng sợ rồi, ngày ba bữa, ngày ba bữa. quá. Cai Lậy sầu riêng nhiều lắm, đúng rồi, sầu riêng cũng có nhiều, nhưng mà mình về như đó thì thời điểm đó là vẫn chưa có sầu riêng. Bạn mình có một cái vườn sầu riêng đó mọi người đó. Jenny mà Jenny ở Canada chứ không phải chị Jenny bên bên Việt Nam. Jenny Canada, Ngày ba cái sai bữa, lầm là em không liên hệ với chị đó. cái công ty đó là công ty ở tù của em, chỉ có công ty ở tù mới được ngày ba bữa. Cai Lậy chỗ nào? Chị cũng ở Cai Lậy nè. Dạ, mà ngay cái cầu gì ta, cái cầu Cai Lậy luôn á, cầu Cai Lậy luôn á chị, ngay cầu Cai Cầu Lậy Cai Lậy đi vô khoảng khoảng đó. 200 ngay mét chỗ là ngay chỗ đó là cái xã Hồng Phong hay cái xã gì quên mất tiêu rồi. Bạn em nó vô là em bạn em ở bên trong đó là em với bạn em là con gái, nó học cùng lớp em hồi thì đi thời em làm học đại như học đúng không. thế này. Còn chồng của bạn em là lớn hơn em 2 tuổi, bây giờ đang là bí thư của huyện Cai Tại vì Lậy. ở Cai Lậy á, thì chị là quê gốc ở Cai Lậy. Này, bà nói là cái là miên của bà là food supply, mà food supply là bà đi bưng cơm ở đây làm gì có bưng cơm Lậy mà chợ cũ hồi xưa đó. ba ở trên này dạ. Hả, food supply kìa Vũ, Mà này, food supply kìa, bưng cơm dạ, rồi food supply qua đây bưng cơm. à Bay bưng nãy giờ nó bay về tới Việt Nam rồi mà chẳng biết chưa ra được cơm. luôn nghe nói nhiều quá cái đó nó khoái, vậy mà Vui kêu vô ngồi thì không chịu ngồi, vui nó chứ, nhiều nhiều chuyện khi có người tâm sự vui ở trên này à. lắm. Trên này làm gì, Giờ trên này này làm nail hay làm gì, em nó đang đi học vừa đi làm. trên này muốn làm nail ở trước trên này không nói đi, anh chỉ cho anh giới thiệu cho người đi làm, anh quen người bạn anh có hai tiệm nail ở trước trên này đó. Anh Eros biết sao không? Bả nói bả cứ tưởng đâu như Việt Nam. Em nói với mọi người á, em đã vào cái website của cái công ty và quảng cáo, bả che kiểu gì cũng không qua được mắt đâu. Bao nhiêu con người ta soi mà. Cho nên rằng là ở ở cái công ty đó là công ty ảo, không có. Cái thứ hai nữa là cái công ty đó là công ty môi giới mà người gốc của nó là người Trung Quốc. Đó, nói vậy cho mọi người dễ hiểu. Cái xã gì, xã Hồng Phong, Lê Hồng Phong hay gì á, mình không nhớ nữa. Có làm vừa làm tiệm thuốc ta. À, vậy là người ta là nhân viên bán thuốc. Rồi bán thuốc đi rồi ngồi coi live xong rồi bóc thuốc lộn cho người ta. Nha Coi ha, chừng bị trên này thuốc. mấy đứa phải chỉ làm gì có nghề như bà nói. Thì bà nói xả sai cho nên em mới giúp bà đó anh. Em đi đó mà đi thế thì đi chưa, đi được chưa, đi được chưa? Cái này nó đi thiệt rồi thì chứ nói hai Ơi anh cái em mình ở bà đó, gần nhau chút bà xíu, hai anh em mình ở gần gần nhau chút xíu, thứ bảy chủ nhật làm vài lon cho vui à, xa ơi. quá Xa quá. xa quá. Thì cái là ở bên này mỗi lần mà muốn nói chuyện, muốn uống cà phê hay muốn gì đó cũng cũng cực quá. Anh về anh thấy Việt Nam sướng không? Sướng, quá sướng luôn. Sáng cà phê, chiều cà phê, tối cà phê, phê hoài. Mà phê anh đâu phải pha, Ừ. anh không phải pha, còn bên đây pha Nhưng thí mù mờ mà luôn. anh về thường thường anh ít uống cà phê Highlander, Highlander Dạ. á. Ừ, nó đậm đà. Ừ. Không, anh uống thêm Trung Nguyên cũng ngon lắm anh. Em mê Trung cà Nguyên phê anh cũng Trung uống Nguyên. qua, à, có Trung Nguyên anh uống qua. Nhưng Dạ. mà ở dưới quê vợ anh là Trung không có Nguyên Trung nè anh. Nguyên. Trung Nguyên nè. À, không có Trung Nguyên. Dạ. À. Em thì khoái cà phê nhưng mà có một cái bệnh là bệnh trào ngược, nhưng mà cũng hạn chế uống cà phê. Em À. hồi trước là em uống mười mấy 20 năm là cà phê đen không anh,
là cái bao tử buổi sáng, là đâu có ăn sáng đâu, uống cà phê nó quậy trong ruột mình không, Đúng rồi, ổn. đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là từ đó là em ăn sáng trước xong rồi em mới uống cà phê, là cà phê giờ em chuyển qua cà phê sữa cho nó nhẹ. Đi qua Ý về coi bầu YouTube. Đây anh Eros, anh vô anh comment bao nhiêu trên bà Hải Phương là bà lóc hết. Gì hả? Mà bà chưa lóc anh nha. À. À, tại vì anh ruột mà sao lóc. Anh không có những cái comment là bà xóa thôi. Một comment mà anh nói về sự thật bà xóa thôi, chứ còn mà lóc bà chưa lóc anh. À. Bà cứ anh comment nhiều quá đó cái bà xóa cho bà không lóc. À. Bốn tài khoản bán lóc hết rồi. Vậy hả? Nói sao mà để ăn ở làm sao mà để chị tôi lóc gì trời. Sao mà ăn ở làm sao? Anh Eros này cũng đang làm hồ sơ qua qua bên Alberta đó anh. Avatar ngon. Theo cái diện là bữa nói đi diện skill worker không mà anh Avatar ở bên. thì tiểu tiểu bang nó đang phát triển mà. Dạ, Không, không biết vụ biết cách đây 10 năm không, Avatar nó việc làm nhiều lắm á, sau đụng cái vụ mà Oisen á nó ngừng á là người ta giãn đi ra hết. Dầu á. Oisin là ở cái bang Alberta là bang mà sản xuất dầu mà. Đúng rồi, đúng rồi, Oisen á, nó kêu là Oisen nó dầu mà dầu dầu cát á. Dạ, nhiều lắm. Thì khoảng đang không, khoảng đó 10 năm cái tiểu bang nó rất là nhiều người dọn qua tiểu bang nó ở đi làm, cái đụng cái dầu bên đây nó rẻ quá, lúc đó dầu một trăm mấy một thùng, bắt đầu là bên ai cũng dồn qua tiểu bang, nó bắt đầu khai thác dầu tại vì dầu cao quá, đụng cái dầu xuống còn 40 đồng, lúc mà ông Trump lên nó còn 40 đồng mà cái nó làm không lời, cái nó dẹp hết nhà. Mà bang đó ngừng rồi, luật sư nộp lại Vancouver, nộp lại Vancouver khó xin ấy lắm Vô nha. Toronto đi, Vancouver hơi khó đấy. Tại Toronto Vancouver khó hả? nó không có công những công ty lớn nhiều. Mà ở như ở tiểu bang anh á, công ty lớn nhiều lắm á, công ty mà về nông nghiệp thương nghiệp đó mạnh lắm. Toronto thì nói chung đầu sỏ thì công ty cũng nhiều, công Nhiều ty rất là nhiều nhiều. lắm, nhiều rất là nhiều, hãng xưởng đồ đầy nhất ở trên đó. Nhiều. Nhưng Tại nó gần mà biên giới Mỹ. nhưng mà có cái rằng là cái chi phí ở trên đó thì khá là Cuộc cao sống lắm, cao, cuộc sống cao. À, cao 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 hơn nếu mà Vam ở ở khu anh ở Nóc Giấc ở là nhà anh muốn, nếu mà một phòng đó nha cho ông độc thân đó, ít nhất cũng phải là 800 tới 1.000, ít nè. Nếu cả gia một đình chắc phòng 2.000 anh thấy. xe phòng đó. Ok chị, cho nên chị giờ này cũng muộn rồi, đi ngủ đi. Ngủ sớm đi chị, trên này có gì chị em mình lên tâm sự. Có gì nói chuyện sau với mọi người. Bây giờ là em sẽ mời những người nào ở tại Canada vào để cho mọi người ở tại Canada để nói, để cho người Việt Việt Nam mình nắm những cái thông tin ấy. Mà sợ giờ này họ cũng đi làm á anh Hùng. Bye bye chị Jenny nha. Có con bé Hà Hương Giang này nè, nó cũng ở ở ở Vancouver mà cuối cùng lại là chưa đi được. Chưa 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 có lên nói chuyện được. Xin quốc không Xin mà thường lâu bao lâu thường à, Trung Quốc phong mịch mà thường lâu đâu biết đó, mình đâu biết đâu. Trung Quốc phong mà đi đâu, đi Úc hay đi Canada tùy theo thôi. Rồi bây giờ có ai muốn vô để nói chuyện hỏi thăm gì những người ở tại Canada này không thì mọi người giơ tay lên ha, em kéo vô hết. Ca đi ca mà quốc xin phương mình mà đi quốc gì mới được, xin hai quốc phương mình mà mình phải có tay nghề hay tiếng gì mới được. My Nguyễn nói là ở bang nào đáng sống nhất Canada? Không có cái bang nào đáng sống đó. Đúng, có Không bằng Việt có Nam tiền sao mà đáng sống, ở bang nào cũng cày sấp mặt á. dễ Đấy cái ông Eros đã nói nè, đúng không, phải có tiền đã rồi mới sống. Có đáng sống, tiền cái đã. cái gì nó cũng phải có tiền chứ, không có tiền em chịu thua em à, cái gì em cũng khổ lắm. Em có tiền em đi qua bên Lào em cũng đáng sống, kiếm cái resort thuê ở cũng được. Anh lớn anh chắc cũng về Việt Nam ở, Vũ ơi ông ở đây Sao vậy anh? anh hả? anh anh phải quen chứ, anh phải quen cái này chứ, anh phải Nó quen cái thói quen chứ.
anh sống niu đủ rồi em ơi, nữa lớn bây giờ anh vợ anh qua rồi, thời gian là vợ chồng anh cũng về lo cho mấy đứa con nó đi học đàng hoàng, anh cũng về, tại vì anh có lãnh con riêng anh qua mà, con riêng của vợ anh qua mà. Ok anh, thì anh mà về thì anh lãnh lương hưu, ví dụ như bây giờ anh làm lương tháng 4.000 đi về bển chắc cũng được 3.000 anh hả, 80% không? Mình đâu, Về bên về anh Việt Nam á, về 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 lãnh lương hưu á, hưu không biết em, anh chưa gần vấn đề đó, nhưng mà anh thì anh có cái tiền OASB của anh á, anh sẽ ngồi nghỉ hôm shop. Tiền OASB á là dạ anh dạ mua em biết từ năm 98 tới giờ rồi, cũng được hơi khá đấy. lấy tiền đó về Việt Nam sống thoải mái đi du lịch suốt đời Đúng là rồi, giá đúng rồi, đúng rồi. nhưng mà anh về Việt Nam nếu anh sống anh vẫn được hưởng lương lương hưu Được từ chứ, Nga nếu mà về đang hưu á thì vẫn được hưởng luôn nha. dạ Thế bình bây thường giờ đó ví dụ như giờ anh đánh, ví dụ như là thường bên đây là 65 tuổi là nghỉ hưu đúng không? đúng rồi Thì cái tiền OSP của anh là tiền retirement á, tiền dạ retirement mình ở lại của anh á. Thí dụ anh đủ sống, đủ cho anh sống 5 năm thì anh sẽ nghỉ hưu lúc anh 60 tuổi chứ không phải là 65. Thì một một năm anh lấy cái tiền nó ra anh xài. Anh rút tiền nó ra xài thì sẽ anh sẽ không bị đóng thuế. Còn như không đụng cái em nghe lấy đó, tại vì em biết cái chương trình đó là chương trình OSP là nó cho em 6% cái tiền lời của em hàng năm hàng tháng. Em mua vô, em mua 10 đồng thì nó cho 6%. Ví dụ 6% của 10 đồng ví dụ gì đó thì em cứ mua vô chính phủ nó cho em thêm nữa. Tại vì chính phủ nó lấy cái tiền đó nó đi đầu tư mà thì nó phải trả tiền lợi cho mình. Nhưng mà nếu em lấy ra trong khi em chưa 65 tuổi thì nó sẽ đánh thuế chết luôn á. Và cái tiền đó đồng thời cái tiền đó ví dụ như những người nào mà chưa mua nhà đằng nào lấy cái tiền nó ra mượn cái tiền nó lại để mua nhà, để đào xuống mua nhà nó vẫn cho. Cái này chắc có lẽ là bữa nào em gọi cho anh để nói cái vụ này hay quá ta. Hay đó. Em mượn cái số tiền lại em mua nhà thì trong vòng em mượn lại em nói là tôi mượn nó với điều kiện mà nó mượn lại trong 2 hoặc 3 năm tôi sẽ trả lại thì nó sẽ không đánh thuế đồng nào hết. Ở Vancouver dễ tìm việc hơn những thành phố khác không? Thực ra rằng là Vancouver bây giờ rất là ít việc, nên mà các bạn muốn đi qua thì nên qua những cái bang khác như Alberta hoặc là Manitoba hoặc là Winnipeg hoặc là qua Saskatchewan thì mấy cái bang này Winnipeg, tìm việc Winnipeg, đó, mà đừng qua Winnipeg nha, thật sự nha, dùng Pháp mà lắm. Anh có bạn ở lạnh, đó. nó lạnh đúng không anh? Không phải ngôn ngữ. Ngôn ngữ. Winnipeg này chứ phải Quebec Winnipeg, tưởng là Quebec chứ, tưởng là Quebec, mình Quebec. Winnipeg nằm ở phía bên tây bên bắc bắc Winnipeg, phía bắc Winnipeg, nó kêu là Winnipeg. Winnipeg. Winnipeg không phải là Quebec. Quebec, Quebec, Quebec. Quebec này nó hơi tiếng Pháp nó hơi khó nên ở Van thì cũng có nhiều người nhắn tin cho Vũ tìm việc dùm cho bên Saskatchewan, kêu Vũ không có tìm được, chừng nào có người qua đây tôi dẫn đi cho, hoặc là tôi gửi mấy cái website cho ngồi tìm việc online, chứ lấy đâu ra mà đi xin việc, việc là phải có người có ngọm có hồ sơ đàng hoàng chứ đâu phải xin việc cái dạng giới thiệu á. Ở bên đây là người Việt nhờ người Việt giới thiệu công việc nhiều lắm, nên là mọi người có đi xin việc thì tới đúng cái bang đó trước cái đã, rồi lúc đó là tính nhờ người Việt ở xung quanh đó người ta đi hướng dẫn cho. Chắc mọi người đi ngủ hết rồi, bảy mấy người đang xem mà vẫn không thấy nói năng gì, chứ một hai người chắc đang để điện thoại đó luôn á. Để nghe Để nghe anh em mình chủ nhật rảnh. chủ chủ nhật ảnh sao van lại ít việc, em nghe mọi người nói thời tiết Đúng đẹp rồi, thời mà tiết thì đẹp. ở đây không có liên quan đến vấn đề thời tiết hết á, ở đây không có liên quan tới thời tiết đó. Thời tiết là phải ở đây toàn làm việc làm trong nhà không, mà mọi người ơi, chỉ có những người là đi xúc tuyết nè, hoặc là những người mà làm ở giao thông nè, điện đài đồ đó thì người ta đi làm ngoài trời. Chứ ví dụ giống như bây giờ các bạn nấu nướng hoặc là các bạn đi đi đổ à đổ xăng nữa. Đổ xăng thì có những cây đổ xăng bây giờ nó cũng có những cái cây xăng là cũ kỹ. Bye bye Xem bóng đá vẫn nghe anh em nói à, cuối tuần đúng rồi, bây giờ là Sunday. Sunday thì bên Việt Nam mình tối chủ nhật có giải ngoại bye. hạng. Mọi người ở Việt Nam mình cũng mê bóng đá lắm, mê bóng đá dữ lắm. Đàn ông là hồi xưa em chơi Bye bye Eagle. Eagle. bye bye Eros à, cái anh này là anh cũng chuẩn bị qua đó. Hôm bữa em có uống cà phê với ảnh một lần ở tại khi em còn ở Việt Nam anh,
Đi học học tiếng Anh. Anh đang học tiếng Anh để qua. Trời ơi, sao bà kêu lên Thảo Phương học? Học ngày rồi mày qua đợi. Ờ mà em thấy cái cách phỏng vấn của bà Thảo Phương nhìn mắc cười quá ta. Bà anh nghe là biết sao không? Cái thằng nó chỉ hỏi hỏi là ở bên Việt Nam có đẹp không? Ủa phỏng vấn kiểu gì vậy? Phỏng vấn đi làm hỏi Việt Nam có đẹp không là sao? Nó chả liên quan gì hết á. À. Mà bỏ tay rồi. Không không, bà chỉ cần học ngày là lên, bà chỉ cần học từng là đi được rồi. Đó, cái đó là Vũ Sang không chơi nữa à, đá bóng không, không mình không có chơi cá độ gì đâu, mình chỉ nói chuyện với lại quên mình có chơi với mấy anh em trong cái group của mình đó, là chơi cá độ là ăn sáng uống cà phê thôi, mình không có chơi. Em Út bên đó nhiều không bạn là sao? Em Út gì? Chắc cái kiểu gà bóng đỏ đó anh, mấy bạn này hỏi kiểu vậy đó. Bạn hỏi thì bạn qua đây đi, mình dắt bạn đi. Bạn qua tới đây mình dắt bạn đi. Giờ bên đó mấy người ở bên đây 12 giờ đêm. Trần Duy Khương bên mình là 11 giờ sáng, à 11 giờ trưa, còn bên chỗ anh Hùng là 1 giờ một chiều. Giờ. Một giờ. À, chơi bóng đá thì vẫn có chơi mà, hồi xưa mình vẫn có đá banh mà, đá banh rồi. Cái bạn nó hỏi kìa, bên đây em Út nhiều không bạn, thì qua đây đi mình dắt bạn đi. Ở đâu mà chả có, đều cái bạn có tiền chơi không mà chơi nhiều khi bậy bạ cái rồi nó kiện ngược bạn lại đi ở tù thiếu mùi nội. Vũ Vũ, Vũ ở bên tiểu bang Vũ nha, là có người màu da đỏ đúng không? Nhiều đúng không? Dạ. Anh có người bạn bị đuổi về Việt Nam là quen với con người màu da đỏ đó, cái người mà kim người màu da đỏ là ở đây, em biết là đi làm đâu có trả thế đâu. Nó là người đất của nó mà, người thổ dân á. Dạ. Tức là người thổ dân nha. Rồi sao ổng quen thì con nhỏ đó, ổng ở con nhỏ đó có bầu đi, mà ổng bỏ ổng đi con nhỏ đó kiếm ổng. Sau này ổng trốn, ồ con nhỏ nó gọi cảnh sát. Cảnh sát còng đầu đuổi ổng về Việt Nam luôn. Đúng. Ghê. À. Đó là anh biết luôn, chính là anh của anh bạn anh á. Làm mỗi vậy. Ổ vậy. Ờ lúc đó không, cái thời đó mới qua mà quýnh qua quýnh á. Kiểu mấy ông đó đó, chứ đâu phải như bây giờ. Thời mới qua vả quá hả? Ổng qua ổng nghĩ ổng đâu sợ bị đuổi về đâu, quốc tịch đâu khó đâu, ồ nó đưa ổng có đi thẳng về luôn á. À, nhưng mà thời điểm đó ổng có quốc tịch chưa? Không, ổng có quốc tịch mới qua 2-3 năm chưa biết tiếng Anh gành á, gặp gái là mà gặp nhỏ đó, nhỏ người thổ dân ở đó nữa chứ, thổ dân của Canada chính tông đất của nó mà, tụi nó đâu đi làm đâu có đến thế đâu, Vũ biết không? Mà mọi nó xấu mà. Từ mà Vũ biết là nó đi làm nó không trả thuế đó. Đúng đúng, mua đồ không trả thuế còn hoàn thuế cho nó. Làm mất cái gì của nó làm mà không trả thuế nha. Dạ. Nhưng với điều kiện nếu mà nó có chồng người ngoài ra là cái con sau này đóng thuế thế một. Đúng. Mà đúng, gốc đúng. Của nó thì không không đóng thuế. Dạ. À. Bên đây tụi nó ăn chơi không nhiều lắm, nó hưởng tiền của thì đó, đất của nó mà. Trần Duy Khương ơi, bên này mình không có biết cái vụ hàng xì đó bạn. Giữa Úc với ca nước nào ổn, Úc phải đẳng cấp hơn ca chứ. Úc đi trước ca mấy năm mà. Rồi với lại cái thời tiết của bên Úc nó không có khắc nghiệt như Canada. Là các bạn, nhưng mà đất nước nào bạn cũng phải lo làm. Nhưng mà đừng có so sánh như vậy. Đôi khi rằng là đất nước nào ổn hơn là do bạn nhìn nhận. Ví dụ như tôi đang ở tại Canada thì tôi thấy nó ổn. Còn tôi qua Úc tôi thấy có những cái tìm những ở đúng cái nơi mà nó phức tạp thì giờ nó phức tạp. Nên là do bạn ấy, nhưng mà nếu mà so sánh về cái bảng xếp hạng của các quốc gia trên thế giới này thì thằng Úc nó vẫn xếp hơn thằng Canada. Dạ. 6G thì đi Đức. Đó, bạn cứ liên hệ với cái bạn lô hội nè, chốt đơn luôn lô hội ơi. Chứ mình thì không có. Chào em đẹp trai. Cảm ơn Đỗ Tâm, râu ria tùm lum hết mà đẹp trai cái tẩu gì là trầu ơi. Em già rồi. Dạ em cảm ơn chị Đỗ Tâm. Nếu 6G lương 5-6 ngàn euro, chù chà nhiều ha, cũng cả gần 150 triệu rồi đó. 150 ở đâu đây vậy? Ok, cùng dân cam ranh. Ok, cảm ơn chị Đỗ Tâm. Ủa Vũ ở cam ranh Vũ khúc nào Vũ? Ngay Ba Ngòi anh.
Này đó, ba Em biết ngồi. cái Ô, ba cây ngồi nè, em ở ngoài cái cầu, ba ngồi, anh ở trong đường Thống Nhất. Ngay chợ, đối anh diện chợ luôn. ô vậy hả? À, Em ở ngay Ba Ngòi, cái đường ngã ba Đồng Lát, anh biết không? biết 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 trời, Cam Ranh mà Ủa nào anh không biết. Tới sao lên anh đi trên đâu ra đó đó? hả, Anh đi đâu ra thì đó? ở đó đó mà Giỡn hoài. ngày xưa ở Có đó không? mà, chuyện riêng tư. Ôi trời ơi, dữ dằn vậy ta, cuối cùng À, gặp gặp. hồi lúc của nhà anh ở ngay đường ngày xe lửa, biết không, đường ngày xe lửa ở dưới đường 3 tháng 2 đó. Rồi xong. Vậy sao? Em ở ngay ngã ba Đồng Lát đi lên. Gì đó Đi lên hướng Khánh Sơn, anh biết không? biết là biết mà. À, anh nói Đồng Đường Lát ngã ba là Đồng biết Lát đi rồi. lên hướng ngã ba Đồng Lát đi lên hướng Khánh Sơn, đi khoảng 3 cây. 3 cây là Sau tới này chỗ em. cái trường học nó lấy cái khu đó, nó mở trường học á, rồi cho anh về lên đường đối diện chợ, mua cái căn nhà cho đối diện chợ Chợ mới kế ha bên. hay chợ cũ? À, hả, Chợ mới hay chợ cũ? chợ mới. Chợ mới à. À, đối diện chợ Châu cha rành hết trơn hết trọi thế này. mới. Thua luôn. Anh về Cam Ranh anh cũng quậy gì lắm, anh Cam Ranh cái lần này anh không về thôi. Mấy hôm trước anh về, anh đi Cam về Ranh kỳ Cam này phát Ranh triển lắm đó anh. Cam Ranh kỳ này phát đúng triển lắm á. Đường xá ngon lành, rồi điện đường, trường trạm. Anh đặc biệt anh ra cái gọi là cái quân cảnh, quân cảnh của Việt Nam mình nó xây đúng đúng cái từ dàn ra ra phi sân bay trường vậy, đường ra phi ra sân trường bay á. á. Đúng rồi, ra Dạ, phi trường. hồi lúc đó anh về là mấy cái resort đó nó đang làm á, bãi biển nó đang làm á, bãi dài đó nó đang làm như đó. Anh nói gì lại hiểu rồi. My Nguyễn ơi, ngày mai anh sẽ mời một anh người Úc nha. Tối nay đi, anh mời một anh người Úc sẽ vào nói chuyện và em sẽ ok nha. Em sẽ được hỏi những cái gì liên quan về Úc, anh sẽ là người giúp em. Bạn 43 năm kinh nghiệm ở tại Úc. Giúp chị bán hàng nước rửa bát. Dạ, ok chị thì liên kết affiliate xài thôi, bán thôi. Ai mà bán giúp cho em thì em mừng lắm. Nó có ai ở tại Canada không? Giờ này giờ họ đi ngủ hết trơn hết trọi rồi. Có thằng cu Nguyên này nó cũng ấy, nhưng mà giờ đang đi làm. Bên đây cực lắm, bây giờ cũng phải đi làm chứ không phải giỡn chơi bà lơn đâu. Alo, Hey. alo. Khương Duy ơi, 6G em đi 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 Đông Âu ấy, lương rất ok. Rồi hai anh em làm giúp 6G em đi nha. Hai anh em làm giúp trình độ em của đi, em đừng sáu sáu đừng 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 nói trên này, đừng 6G nói trên là ok này. lắm đấy. À rồi rồi. Ok, hai anh em muốn làm thì làm nha. Phương Anh à, anh không, anh không đi Canada, có đi Canada thì đi du lịch chơi thôi. Phương Anh, Yeah, anh Hùng kìa, có người hỏi kìa. Anh Hùng, có người hỏi sao anh giống người Anh ở tại Canada, Cam Ranh Ranh anh không biết. kìa. Người giống người mà giống như có nhiều người họ coi video của em cái người nói ủa anh em ruột với Tiến Luật à? Trời, Tiến Luật đâu có tóc đâu em, tóc đầy. Việt Nam bây giờ khó khăn, khó làm ăn. Hỏi thật bạn, có vài tỷ qua can làm gì cho ổn bạn? Qua can đi làm thuê. Nói thiệt với bạn luôn, không? Bỏ vài tỷ qua bên Canada này cũng đi làm thuê thôi. Khương Duy, hai bạn có thể nói chuyện riêng trên đấy đi. Các bạn về tầm nhu cầu công việc thì các bạn cứ liên hệ với nhau nha. Kiếm những bạn nào ở tại Khương Canada Duy mà alo, anh ai dạy cho, anh tư vấn cho. Cần gì anh giải đáp cho. Có mấy ông cháu mình nó đang làm ở Đức, lương nó 6G như như Khương Duy ấy, lương ok nhé. Vũ anh xuống vô ơi, anh có điện thoại nha. À, có gì Ok anh anh, ok. có điện thoại Ok, mà bye hẹn bye gặp anh. bạn Dạ. làm chuyện. Ok, Yeah. bye cả nhà Bye nha, có gì bye mà anh. dạ Chào anh Hùng nha. dạ Dạ. dạ bye cả nhà Và nha.
Rồi chắc có lẽ Vũ cũng xuống luôn. Thôi chào anh Lô Hội nha, mình sẽ nói chuyện sau. Ok, Ok, ok. bye bye. Ok Vũ nha. Ok, hôm nào mình rảnh thì mình anh em mình alo với nhau. Vì cái vụ doanh nhân trẻ thì mai tôi hỏi xem Long An xem những anh em nào nhá. Ok. Rồi rồi, thank Bye you. bye. Đang exit giùm. Ok, Vũ chào tất cả mọi người ha. Rồi quay lại mọi người, xin chia sẻ với tất cả mọi người nội dung như vậy thôi. Vũ bye bye mọi người nha. Vũ lo công việc của mình cả. Bye bye, see you mọi người. Ăn gì à? Nấu cơm đi con, ăn cơm. Bye bye, bye bye mọi người.